Chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em. Tiếp tục với chương trình video thì em sẽ lên nhanh bác một số mã hàng bên em hôm nay sẽ xả kho bán nhanh thanh lý trong dịp cuối năm nhá. Đấy, các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì hóa đơn trên 200k các bác nhá, nhớ cho em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán đó. Thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay thì rất nhiều cái mã hàng được giảm giá xả kho đấy, để các bác tranh thủ cập nhật lại cái giá cả cũng như là các bác chốt đơn nhanh luôn các bác nhá. Rồi, mã hàng đầu tiên em lên xả kho luôn cho các bác trong video hôm nay đó là cái combo súng 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 bắn keo nến nhá. Đấy, súng bắn keo nến đấy, thì hiện tại em đang bán theo combo giá nó rất là tốt luôn đấy. Báo giá bác luôn nhá. Bữa trước thì một cái combo là bao gồm cả súng cả keo thì bên em đang bán là một cái combo đấy là với mức giá là 60 ngàn. Hôm nay thì em còn số lượng ít thì em sẽ xả luôn cho bác luôn. Giá chỉ còn có 40 nghìn thôi. Đấy, 40 nghìn thì khi mà các bác mua thì các bác sẽ sở hữu được gì? Đầu tiên thì sẽ là một chiếc súng bắn keo này. Công suất thì sẽ là 20W nhá. Con này nó sử dụng điện 100 cho đến 240V. Nên là về các bác cắm điện 220 các bác xả thoải mái cho em luôn. Công suất 20W là các bác dùng gia đình các bác gắn đồ đạc các thứ ok rồi. Đấy, nói chung là bây giờ cuối năm các bác dùng rất là nhiều. Gắn đồ, gắn hoa các thứ này, gắn nơ rồi là trang trí nhà cửa này, rồi là sử dụng cái này gắn rất đa năng, cái này là gắn được rất nhiều thứ nhá. Đấy. Cái súng này là một combo là súng sẽ gồm là một súng và đi kèm cho các bác là 10 cây keo nhá. 2 4 này, 6 này, 8 này, 10 này. Đấy, em sẽ bán nhanh bác luôn là một cái combo như này. Thì sẽ có giá là 40 ngàn, là bao gồm là một súng và 10 cây keo nến nhá. 10 cây keo nến. Đấy, 10 cây keo nến là một combo này là 40 ngàn thôi. Giá nó quá là bình dân luôn đó các bạn. Đấy, các bác mua đâu được một cái bộ nhà mà chỉ có 40 nghìn. Là mua về là chọn bộ nhà là về các bác là có đồ là xài luôn, dùng luôn, không cần phải mua thêm cái gì cả. Còn nếu mà các bác nào có nhu cầu mua nhiều, dùng nhiều thì các bác có thể mua thêm keo. Thì bên em hiện tại đang bán một cái combo 10 cây keo như này. Đấy, sẽ có giá là vào 15 ngàn cho một combo 10 cây keo nhá. Đấy, một combo 10 cây keo thì sẽ có giá là 15 ngàn. Đây em báo giá lại bác này. Combo súng keo nến này, combo súng keo nến nhá thì sẽ có giá là 40 ngàn nhá các bác nhá. Thì bao gồm là 10 cây keo và một cái súng như này là một combo này là 40 ngàn này. Còn khi mà các bác mua lẻ keo thì 10 cây keo nến thì bên em sẽ bán sẽ có giá là 15 ngàn nhá. Đấy, sẽ có giá là 15 ngàn thì mình có thể mua thêm keo về nếu mà bác nào xài nhiều. Còn nếu mà các bác xài ít thì mình có thể mua theo combo này về là dùng cũng thoải mái rồi này. Đấy, thì là một combo bao gồm một súng và 10 cây keo nến là 40 ngàn, mua thêm keo nến thì đang có giá là 15 ngàn cho 10 cây keo nến nhá. Giá nó quá là hạt rẻ luôn đấy. Bình thường là các bác ra cửa hàng hiệu người đang bán, ví dụ như là bình thường một chiếc súng này người đang bán 6-7 nghìn một cái, còn keo nến người ta phải bán vài chục nghìn, 10 cây này vài chục nghìn luôn đấy, thật luôn. Đấy, bên em bán giá xả kho bán nhanh bác luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã này và em cũng lên mã xả kho luôn cho bác, đó là cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này. Đấy, bộ bàn cạo 35 lưỡi cái này về để chuyên cho bác về cạo râu cạo ria các thứ ok luôn. Em báo giá luôn nhá, lên mã giúp cho em sẽ là bộ bàn cạo 35. Đấy, bộ bàn cạo 35, bàn cạo 35 này sẽ gồm có một tay cạo, một lọ kem cạo và đi kèm là 35 cái lưỡi. Đấy, thì bữa trước sản phẩm này đang bán là 70 ngàn, hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn, giá chỉ còn có 40 ngàn thôi. 40k cho một cái bộ bàn cạo 35 lưỡi này, chỉ có 40 ngàn thôi. Giá nó quá là bình dân luôn các bạn. Chỉ 40 ngàn. Đây em sẽ bóc cho bác coi một bộ nó này. Cái này dùng tiện lắm. Đấy, một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một cái tay cạo này, đi kèm là một lọ kem nhá. Và bên trong này thì rất nhiều lưỡi luôn, 35 lưỡi là các bác dùng cả năm luôn. Đấy, bác nào cạo ít, có khi thậm chí vài năm hết một cái bộ này. Đây, một đống lưỡi này con này. Đấy, một đống lưỡi và lưỡi. Hàng lưỡi này của nó sẽ là hàng lưỡi kép đó nhá. Đấy, hàng lưỡi của nó sẽ là hàng lưỡi kép này, các bạn nhìn này. Đấy, hàng lưỡi kép, hàng hai lưỡi nên các bác cạo rất là nhanh. Đấy thì lúc nào dùng thì mình lấy cái bàn cạo ra, các bác lắp lưỡi vào. Đấy, lắp lưỡi vào sau đó là các bác dùng cái lọ kem này. Đấy, các bác bôi vào các bác cạo nó đỡ bị rát này. Đấy, rồi là các bác nó rất là tiện thôi. Nó có cái hộp này là ví dụ các bác đi công tác, đi chơi, đi du lịch này. Đấy, mình đi xa nhà đấy thì mình bỏ cho em mấy cái lưỡi dự phòng vào trong này cùng với lại cái bàn cạo này, các bác mang đi các bác xài luôn. Đấy, bỏ vào trong ba lô mang đi du lịch cũng rất là tiện luôn nhá. Nói chung là mang đi mang lại ok luôn. Đấy thì một bộ là full trong túi đựng nhà. Đấy, bao gồm đầy đủ là 35 lưỡi luôn, rất nhiều, là thoải mái các bác xài luôn. Đây,
Đấy, một đống lưỡi luôn này, 35 lưỡi các bạn, 35 lưỡi luôn. Là về thoải mái các bác xài luôn, là một cái bộ combo là một tay cạo, một lọ kem, một cái hộp đựng và 35 cái lưỡi cạo nha. Sẽ có giá là 40.000 thôi. Đấy, về để các bác chuyên để các bác cạo râu. Cái này nó dòng lưỡi kép, nó cạo rất là sạch luôn, cạo sạch, cạo nhanh, cạo thích lắm. Bàn cạo 35 nhá. Đang xả kho bán nhanh luôn là 40.000 một bộ này các nhá, 40.000 một bộ này, dùng cực kỳ ok luôn. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan tháp của Unica này. Đấy, bộ này thì giá đợt này về cũng về cái lô này giá rất là tốt luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ mũi khoan tháp trắng nhá, bộ mũi khoan tháp trắng. Đấy, của Unica Japan. Bộ mũi khoan tháp trắng này. À, bộ này thì bữa trước đang bán là 180.000, hôm nay em về lô mới xả kho luôn 150.000 cho một cái bộ này các nhá. Chỉ có 150.000 thôi. Rất hạt rẻ, khoan cực kỳ đa năng luôn. Dòng thép gió HS phủ lớp titan, khoan cực kỳ ngọt nhá. Đấy, hàng hãng của Unica Japan. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất là đẹp. Mở ra thì bên trong sẽ gồm có cho bác tổng là 5 mũi luôn. Đó, 5 mũi nhá. Cực kỳ sắc bén. Đấy, khoan rất là ngọt ngào. Con này thì nó rất nhiều kích cỡ khác nhau nhá. Cực kỳ nhiều kích cỡ khác nhau để các bác khoan đa năng. Đấy, khoan đa năng cho mọi kích cỡ, mọi số đo rồi là những cái lỗ nó khác nhau. Đấy thì các bác xem cái mũi nào nó phù hợp với kích cỡ thì các bác lấy cái mũi đấy các bác khoan. Con này thì về các bác có thể lắp vào máy khoan pin cái thứ, là các bác lắp cho em thoải mái luôn. Các bác lắp để khoan nhá. Một bộ là 5 mũi. Dùng xong mình cất trong hộp này. Đấy, nguyên cái hộp nó rất là ok rồi. Đấy, nói chung là nó đẹp từ bên trong ra ngoài, đẹp từ bên ngoài vào trong luôn. Đấy, hộp chiếc rất lịch sự, hộp nhôm ngon lành luôn nhá. Unica Japan. Đấy, đang xả kho bán nhanh cho bác luôn, chỉ còn có 150.000 thôi. Đấy thì sẽ bao gồm là một bộ mũi khoan tháp nhá, bộ mũi khoan tháp khoan núi 5 mũi như này với mức giá là 150.000 một bộ 5 mũi. À, bình thường là thị trường đang bán 190-200 luôn đấy. Đấy, bên em đang bán là 180 rất là rẻ rồi, nhưng mà đợt này nó về lô mới em xả luôn, bán nhanh luôn là 150.000 một bộ này. Đấy thì là full combo là 5 mũi nha, hàng nguyên hộp luôn, ngon lành xịn sò, Unica Japan. Đấy thì ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác, đó là cái cây bút lấy dấu này. Đấy, cái bút lấy dấu thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái bút lấy dấu này thì mỗi lần ví dụ như là các bác khoan thì mình có thể lấy cái dấu trước cho nó chuẩn xác này. Con này là dòng bút lấy dấu bằng đồng nhá, rất ok. Cái bút lấy dấu này thì hiện tại bên em đang bán cho bác là với giá thì cũng bình dân luôn, chỉ có 30.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bút lấy dấu nhá. Đấy, bút lấy dấu với mức giá là 30.000 cho một chiếc bút lấy dấu này. Đấy, chỉ có 30.000 thôi, lấy cực kỳ chuẩn xác và lấy rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đây em lấy cho bác coi này, đây để em lấy cho bác coi nhá, bác cùng xem. Đây, cái này chỗ này là cái thanh tip này. Đấy em, đấy ấn nhẹ luôn cả. Đấy, còn đấy không ra lỗ luôn nhá. Đây này, đấy ví dụ các bác khoan, các bác định vị này rất ok luôn. Con này nó rất là nhẹ, các bác chỉ việc này, đấy, ấn dứt khoát tay phát này. Đấy, thấy không, lỗ rất ngon. Đây này, các nhìn này, bốn lỗ nha, em lấy thẳng hàng nhau này, chính xác ngon lành luôn. Đấy, thấy không, bắn rất khỏe luôn, lõm luôn nhá, ok luôn. Đấy là cái cây cây bút lấy dấu. Cây bút lấy dấu thì sẽ có giá là 30.000 nhá, 30.000 bút. Cây bút lấy dấu là bằng đồng luôn đấy, là 30.000. Còn các bác mua cái bộ mũ khoan tháp nha thì là 150.000. Đấy là tùy nhu cầu nhá, thì các bác có thể mua theo cả bộ luôn. Về là mình có đồ cá là mình, ví dụ mình trước khi mình khoan thì mình lấy cái dấu cho nó chuẩn xác. Đấy thì bác nào có rồi thì mình có thể mua thêm bộ mũ khoan tháp này. Mũ khoan tháp là 150, còn bút lấy dấu là 30.000 các bác nhá. Móc khóa titan thì bên em vẫn còn hàng để cho các bác mua về sử dụng này. Chiếc móc khóa titan rất chất lượng luôn. Con này chất liệu nó là titan siêu nhẹ và là siêu cứng nhá. Đấy, titan là một cái dòng kim loại siêu nhẹ nhưng mà lại siêu cứng. Cái này chuyên nó là hay làm vỏ máy bay nữa. Đấy thì cái này nó là dạng móc khóa chuyên dùng cho dân leo núi dã ngoại cắm trại kìa. Đấy thì đây, em về một cái lô này rất ok luôn. Giá nó bình dân, nó chỉ có 10.000 một chiếc thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm, là cái này là cái móc khóa titan nhá. Đấy, móc khóa titan. Bên em đang bán một cái chiếc móc khóa titan này với giá chỉ có 10.000 thôi, 10.000 thôi các bác nhá. Đây, cái hai của sản phẩm này em sẽ quay luôn bác coi này. Hai của sản phẩm ở đây. Là bình thường là các bác mở xem cái lẫy ra này thì nó là thành một chiếc móc bình thường này. Đấy, như bao chiếc móc bình thường thôi. Nhưng mà nó hay có đâu, nó có cái vòng xoay này. Đấy, khi mà các bác xoáy lên thì nó sẽ siết chặt vào. Đấy, cứng vào luôn, khóa chặt luôn nhá, không thể lật ra lật vào được hay là nó bong được nhá. Cực kỳ ok. Đấy, các bác mua về để
sử dụng này, rồi là thậm chí cái này anh em dùng làm xích chó cũng rất chắc chắn luôn các bạn. Đấy, rất ok, nói chung là đa năng lắm, con này đa năng. Rồi là anh em móc đồ, móc chìa khóa này, cái thứ ok luôn, nhẹ nhàng tình cảm, 10.000 một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái móc khóa titan. Đấy, chất liệu siêu cứng, siêu nhẹ. Giá đang bán cho bác là 10k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho bác mã hàng, đó là cái con lưỡi cắt cỏ size 6 inch này. Đấy, dòng lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Cái này thì về các bác cắt cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác phệt cho em trên mọi mặt trận luôn, mà nó là dạng lưỡi từ rất nhiều sợi thép nó xoắn vào thành một sợi to này. Đấy, nó giúp đánh bay những phần gốc cỏ cứng đầu nhá. Đấy, các bác về lắp vào lưỡi cỏ nhà mình. Con này thì cái phần đường kính nó rơi vào là 15 cm nhá, từ bên này sang này thì là đường kính là 15 cm. Và cái size của nó sẽ là size 6 inch này. Đấy, size 6 inch. Đấy, về các bác lắp vào những máy cắt cỏ như mình các bác xài rất ok luôn. Toàn bộ bằng lưỡi thép xoắn vào hết luôn nhá, cái dây thép xoắn hết luôn, rất chắc chắn, cầm nặng trịch luôn, cầm nặng chắc chắn lắm. Thì bên em đang bán cho các bác một cái lưỡi cắt cỏ này. Bữa trước bên em đang bán là đi 100k, hôm nay em xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 đúng không nhá, 70.000 thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá, với giá sẽ là đi 70k có nhá, 70k cho một chiếc lưỡi cắt cỏ xoắn thép nhá. Đấy, 70k. Cái này bên em bán quá nhiều rồi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác dùng phản hồi rất tốt. Đấy, các bác nhìn cùng nhìn lại lần nữa này, rất chất lượng luôn. Đấy, không gì phải chê với cái sản phẩm này, quá ok. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, máy cắt cỏ thông thường không thể diệt tận gốc cỏ, sau một thời gian cỏ dại sẽ quay trở lại, đó là vì các bác chưa sử dụng đúng loại lưỡi cắt. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một loại lưỡi cắt cỏ thép đa năng, loại bỏ cỏ tận gốc, đặc biệt không ảnh hưởng đến rễ cây trồng, vô cùng sạch đẹp và tiện lợi. Lưỡi được cấu tạo từ hợp kim thép không gỉ, siêu cứng, siêu chịu lực, có thể cắt trong những vị trí ẩm ướt, độ bền sản phẩm cao. Với thiết kế dạng sợi xoắn ốc, giúp lưỡi cắt có thể đánh bay được cả những gốc cỏ dại cứng đầu nhất. Sản phẩm được thiết kế ưu việt, đường kính cắt lên tới 15 cm, thích hợp xử lý nhiều tác vụ trên diện rộng một cách hiệu quả. Hỗ trợ tẩy rỉ sét, loại bỏ rêu và loại bỏ cỏ dại trên sàn và tường. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Đức và được công ty VNE Việt Nam phân phối độc quyền. Cơ chế hoạt động, tác động một lực vừa đủ đâm sâu xuống đất từ 0,2 đến 0,5 cm, đồng thời đẩy cả gốc cỏ lên, rất an toàn và tiện lợi cho người sử dụng. Máy phù hợp với mọi loại máy cắt cỏ xăng và điện hiện nay. Nhân dịp chiên, ưu đãi. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, con này thì các bác có thể cắt ở trên trên nền đất này, nền xi măng cái thứ này, rồi là đánh rỉ sét, rồi là tẩy rong rêu trên sân sướng thứ ok luôn nhá. 70.000 thôi, đang xả kho bán em luôn. Lên mã giúp cho em xem là lưỡi cắt cỏ nhá. Xả kho thì còn có 70.000 một lưỡi nha con nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây cọ vệ sinh, cọ nhà vệ sinh hình con vịt này. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em xem là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt này, em cũng xả kho luôn cái sản phẩm này nhá. Bữa trước thì đang bán cho bác là 90.000 một cái cây cọ vệ sinh này, mai thì em về cái lô mới cũng bán nhanh xả kho luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây cọ vệ sinh hình con vịt nhá. Đấy, cọ vệ sinh, cọ vệ sinh con vịt. Giá hôm nay sẽ xả kho bác là chỉ còn có 60.000 thôi, 90k. Giảm giá luôn bác là chỉ còn có 60.000 thôi. Cái cây này cọ rất là sạch mà rất là tiện nhá. Các bác về các bác có thể treo lên được tường cơ, không cần phải khoan đục lỗ gì, rất tiện dụng luôn đây. Đây là cái phần bầu đựng này. Đấy, còn đây là cái cây cọ chính, nó sẽ có là một cái đầu bàn chải này. Đấy, các bác cọ rửa này, và một cái đầu rất là mềm, đó là cái đầu silicone. Cái đầu này thì nó là dạng đầu mềm silicone nên các bác có thể luồn lách những cái phần khe kẽ, các bác cọ vào cọ rửa rất sạch. Thì khi mà nhận hàng thì nó sẽ tháo rời ra. Thì về thì các bác chỉ việc xỏ lỗ vào, các bác lắp đặt vào, nó rất là dễ dàng lắp đặt thôi. Đấy, các bác chỉ việc ấn mạnh vào này. Này này các bác ấn mạnh là ok luôn. Đấy, ấn mạnh là ok. Đấy, sau đó các bác kỳ cọ rửa này. Đấy, tay khá là dài nha, cầm ok luôn. Còn đây là cái giá đỡ đi kèm. Để cái giá đỡ đi kèm. Cái giá đỡ này thì các bác có thể về treo lên tường cho em nhá. Treo lên tường là bằng cách là các bác có cái miếng dán đi kèm mà các bác đeo lên. Đấy, cài vào đây. Sau đó là các bác bóc cho em cái miếng dán này ra và các bác đeo lên tường nhá các bác nhá. Các bác đeo lên tường rất tiện dụng luôn. Đấy, đeo tường. Đấy, các bác đeo lên tường nha. Đấy, và các bác bóc miếng dán, các bác dán lên tường. Cái phần chân thì các bác lắp vào nhìn cho nó đẹp. Đấy, nhìn cái này chủ yếu dùng để trang trí mà. Đấy, còn chủ yếu là cái phần miếng dán này các bác dán lên tường. Sau khi mà các bác dán lên tường xong thì lúc nào các bác muốn để vào thì các bác đây, để cái này vào. Đấy, thì nó sẽ sập, nó sẽ đóng kín luôn. Nó che cái phần bàn chải đi, nhìn nó thẩm mỹ, nhìn nó đẹp cái nhà vệ sinh các bác hơn nhá, nhìn nó sạch sẽ ok luôn. Lúc nào dùng thì các bác lại lấy ra thôi. Lúc nào dùng thì lấy ra, lúc nào xong rồi thì các bác lại cho vào. Đấy là nó lại đóng kín vào rất ok. Đấy, thì một cái bộ bàn chải cọ vệ sinh con vịt cái này để chuyên các bác cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, cọ nhà vệ sinh. Đấy, về các bác lắp đặt vào là xài.
Một bộ này với giá sẽ là 60 ngàn nhé. Thì bên em sẽ tháo rời ra khi mà vận chuyển về các bác lắp đặt là sai thôi. 60k một bộ cọ vệ sinh con vịt nhé. Các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, cọ rất là sạch luôn. Đấy đây. Đấy các bác có thể dính cái tường nhá, đỡ tốn diện tích này. Rồi là nhìn nó đẹp, nhìn nó lịch sự, mỹ quan. Và cọ rất là dễ dàng cọ này. Đấy, chui rồi là cọ rửa những cái phần luồn lách, ngóc ngách, cọ rất sạch luôn. Đó. Đây các bác cùng xem lại lần nữa này, quá ok luôn. Ngon này nhá, treo lên tường nó khô ráo, đỡ tốn điện tích nhá, sạch sẽ ngon này. 60k nhá, 60k cọ vệ sinh con vịt các nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái móc dán tường. Đấy, cái móc này thì bán rất nhiều và dùng cực kỳ thích luôn. Cái móc này chịu tải lên đến là 15kg này. Đấy, móc cực kỳ khỏe và nó dính rất là chắc. Đấy, thì bên em đang bán một cái chiếc móc dán tường này với giá sẽ là 10k thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường. Đấy, móc dán tường. Hàng này thì cứ bao dùng bao chất đi. Đấy, bên em bán gọi là hàng cũng rất ok rồi. Đấy, tuyển chọn cho bác những cái mặt hàng ok nhất để bán cho bác này. 10k một chiếc móc dán tường này, chịu được sức nặng là 15kg. Đó. Cái này thì rất là dễ dàng sử dụng này. Đấy thì về trước khi các bác dán này, các bác vệ sinh sạch sẽ về bề mặt các bác cần dán, sau đó các bác định vị vào. Đấy, và các bác bóc cái miếng bảo vệ cái miếng keo ra. Đấy, và các bác dán trực tiếp vào. Và khi mà một cái lưu ý nhỏ nhỏ, khi mà các bác dán này thì các bác để trong vòng là 24 tiếng để cho keo nó chết đi. Xong bắt đầu là các bác đã đeo đồ lên nhá. Các bác đừng đeo ngay. Đấy, phải để trong vòng 24 tiếng. Sau đó các bác đã đeo đồ lên để cho nó chắc chắn hơn. Đấy, thì bên em đang bán là 10 ngàn cho một chiếc móc dán tường này các bác nhá. 10k một chiếc. Đây là các bác ơi, đây anh em đang dán cái túi đồ nhà em rất là to này. Đấy, túi đồ nặng chĩnh luôn nhá. Đây như con này nó chịu tải ok luôn. Cái móc này anh em đang dán mà đây em dán lên cái này là cái tường sơn luôn nhá. Dán lên cái tường là tường sơn luôn đấy, chứ không phải là tường gì đâu. Tường sơn các thứ các bác dán thoải mái luôn. Ok luôn đây. Đấy, chắc chắn ngon lành, cái túi này rất là to nặng luôn đấy. Nặng chịu này, sắp đứt dây này. Nhưng mà móc vẫn nguyên si luôn. Cực kỳ nhiều đồ em để cái túi rất là to luôn. Đấy mà đây cái này nó chiến ngon lành luôn nhá. Đấy thì về các bác dán lên tường nhà mình, treo đồ, treo đạc các thứ rất ok luôn, tiện lắm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đấy, cái túi thuốc diệt rong rêu mà nhà bác nào sân trước các thứ này đang nhiều rong này. Đấy, có nhiều rong rêu các bác đi nó rất hay bị trơn. Đấy rồi, đặc biệt là người già chị em đi chẳng may nó bị ngã cái thứ đập đập cái phần mông xương chậu xuống rất là nguy hiểm nhá. Đấy, các bác mua cho em cái này về. Cái này thì nó rất là dễ dùng thôi. Đấy, cái này thì các bác có thể pha với 500ml 500g này, pha với 5 lít nước này, quậy tan, sau đó các bác tưới đến bề mặt con rong và dùng chổi quét sạch và dùng nước các bác rửa lại là ok, cực kỳ sạch luôn nhá. Cái này em bán rất nhiều rồi. Một cái túi thuốc diệt rong này với giá chỉ có 40k thôi, 40k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thuốc diệt rong rêu nhá. Đấy, thuốc diệt rong rêu. Thuốc diệt rong rêu với giá sẽ là 40.000 trong cái thuốc diệt rong rêu này. 40.000 một túi này là 500g. Đấy, về các bác tùy theo nhu cầu. Thì mình nhiều thì các bác mua nhiều, mình ít thì mua một túi này về các bác xài được. Đấy. Mình có thể là giải trực tiếp lên cái phần mà các bác có rong rêu và các bác có thể hòa ra nước, sau đó các bác đổ nó tưới nó lên. Sau đó các bác ngâm một lúc là nó sẽ tự động là nó sẽ bong hết cái chân rêu nhá, cực kỳ sạch luôn. Đấy, 40.000 cho một cái túi thuốc diệt rong rêu này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ ok luôn. Đây. Đấy, tuần này anh hiểu không? Miền Nam mưa liên tục, không thấy ánh nắng mặt trời đâu luôn các bạn. Và cái thời điểm này rất là thuận lợi cho rong rêu phát triển. Nhà bạn nào mà có nền bê tông á, là rong rêu nó phát triển cực kỳ nhanh luôn. Đi đâu cũng thấy rêu. Nhà mà có thêm người già rồi là trẻ em hay bà bầu á, đi ở trên những cái nền rong rêu như thế này, trơn chuột rất là nguy hiểm. Cái bịch tẩy rong rêu này mình mua được ở trên TikTok. Và bây giờ mình sẽ thử ở trên cái nền sân này luôn nha. Đấy, thấy không? Xịt nước cái sạch sẽ ngon này luôn nhá, sạch bong luôn này, có gì không? Đó, thấy không? Xịt nước các bác cọ, sau đó các bác để cho ấy này, thấy không? Hai bên khác nhau nhá, một bên dùng với không dùng nhìn khác hẳn nhau luôn nhá. Đấy, một bên trắng phau luôn, còn một bên là nó gì? Sạch sẽ ngon này luôn nhá. Đó. Nói chung là ok. Diệt rong, diệt rêu, tẩy sạch rong rêu ở sân nhà mình đi nhá, tránh trạng trơn trượt xảy ra. 40.000 cho một cái bịch thuốc diệt rong rêu trọng lượng 500g nha. Bao tay lao động thì bên em vẫn còn hàng để phục vụ các bác nhá. Đấy, bao tay động thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là bao tay lao động này. Bên em sẽ bán theo đôi hoặc là theo set, theo combo thì tùy nhu cầu các bác mua nhá. Đấy thì đây nó dạng bao tay lao động, thì về các bác có thể là đi vào để mình đi lao động này, đi xây dựng các thứ này ok luôn. Đấy.
bảo vệ cái đôi bàn tay bác nhé, nó không bị sức sát rồi, nó không bị va chạm, không bị tình trạng nó rách các thứ rồi ra đấy, rồi đứt tay rồi đấy. Ở đây nó có một cái lớp cao su này. Rồi bác nào mà đang mùa đông như này này, hoặc là mùa hè là các bác dùng để chống nắng, mùa đông thì các bác dùng để giữ ấm đấy, mình đi mình là ba tay mình giữ ấm cũng ok luôn. Ở dưới này có một cái lớp, nó chám một cái lớp cao su, những cái đây này, những cái lỗ cao su nổi lên li ti này đấy, các bác sử dụng cầm nắm đồ vật nó không bị trơn trượt nhá, dùng rất ok luôn đấy. Thì một đôi này thì bên em đang bán lẻ các bác là 10 ngàn một đôi, thì các bác có thể lấy theo nhu cầu là đôi một, hoặc là lấy theo nhu cầu là combo đều được nhá. Đấy, thì em báo giá luôn, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bao tay lao động đấy, bao tay lao động này. Bao tay lao động thì bên em đang bán một đôi với giá sẽ là 10 ngàn nhá, một đôi là 10k, các bác lấy 5 đôi, 5 đôi là 40k. Còn nếu mà các bác lấy một set, đây một set của nó là 12 đôi này, đây này một set này là 12 đôi này đấy, thì đây một set này là 12 đôi, thì một set 12 đôi thì 12 đôi thì đang có giá là 70 ngàn. Nếu mà các bác mua theo set 12 đôi thì giá có rất là tốt luôn, giá rất tốt luôn. Nếu mà mua theo set 12 đôi thì là chỉ có 70 ngàn thôi, còn nếu mà các bác lấy một đôi là 10k, 5 đôi sẽ là 40k, và đợt này nó tăng cường thêm là cái set 12 đôi này nữa. Thì đây một set nguyên si 12 đôi là nguyên nguyên túi này nè đấy, thì là về các bác dùng 12 đôi các bác dùng cả năm luôn, một tháng dùng đôi đấy, về dùng cả năm luôn là mua một set này chỉ có 70 ngàn thôi, giá nó quá bình dân mà bao rất là chắc chắn, dày dặn các bạn đấy, lẻ là 10 ngàn một đôi các bác nhá. Đó, bao tay lao động nhá, về các bác sử dụng để lao động làm việc, làm vườn làm tược, nhặt cỏ thứ là, rồi là cắt cành cắt cây cũng ok luôn đấy, rồi là Tết nhất mình dọn dẹp vườn tược nhà cửa thứ ok đấy, mình đi vào cho nó yên tâm không bị đứt tay đứt chân. Một đôi là 10 ngàn, 5 đôi là 40 ngàn, và 12 đôi một set cả một bịch như này luôn là 70 ngàn nhá, 70 ngàn đấy là bao tay lao động. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con máy xay mini nhá, máy xay tỏi ớt, máy xay mini rất là tiện dụng luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, báo giá luôn này, cái này thì bữa trước đang bán là 100k, hôm nay em xả kho bán nhanh luôn. Lên mã em sẽ là con máy xay mini, máy xay tỏi ớt nhá. Đấy, bữa trước đang bán là 100.000, hôm nay em giảm luôn cho bác là chỉ có 80k thôi. Đấy, 80.000 cho một con máy xay mini này, dùng rất tiện dụng. Đấy, các bác sử dụng gia đình xay tỏi, xay ớt, xay rau củ quả rất tiện dụng luôn. Đấy, rồi là xay những cái đồ ăn dặm cho trẻ em cũng rất là hợp lý nhá. Con này nó là hay của sản phẩm này, nó không cần dây dợ gì làm nào. Đấy, vì là nó dùng bằng pin, các bạn dùng bằng pin thì nó có cái pin tích điện nhá, thì hết pin thì các bác lại cắm sạc và là các bác xài có thế thôi. Đấy, thì đi kèm trong hộp thì nó sẽ có kèm thêm nữa là một cái cọng cáp sạc nha. Đấy, cọng cáp sạc này thì nó sử dụng cái nguồn là cái cổng USB. Đấy, chân USB để các bác cắm vào nguồn nguồn điện 5V được các bác xài đây, cắm vào đây để các bác sạc cho cái máy này. Đấy, khi nào mà sạc đầy thì mình lôi ra mình sạc. Đấy, đây là cái nút bấm nút nguồn nhá. Đấy, có bấm là bắt đầu nó chạy này. Đấy, bấm nó chạy nhá. Máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đó, và đây là cái hũ này, cái hũ cái cối quay này, cái cối xay này. Đấy, hàng này thì của nó sẽ là hàng 3 lưỡi nhá. 3 lưỡi nhưng thiết kế theo dạng là so lên nhau. Đấy, và khi mà các bác sử dụng thì 3 cái lưỡi này nó sắc. Đấy, nó sắc và nó chém rất là ngọt. Đấy, và khi mà các bác xay rất là nhanh. Xay tỏi, xay ớt, xay rau củ quả này. Đấy, các thứ các kiểu chưa? Đồ đạc, những cái đồ rau củ quả tỏi ớt là quá ok. Đấy, đây em sẽ cho khi mà sử dụng các bác cho đồ ăn các thứ đây các bác cần xay này, sau đó các bác bấm này. Đấy là cái máy quậy thôi, máy chạy rất tít nhá, và hàng nó 3 lưỡi thì khi mà các bác sử dụng các bác xay nó rất là đều và rất là nhanh. Đấy, nó đảo lên đảo xuống, đảo lên đảo xuống, xay cực kỳ đều luôn. Đó, đây rất hay, rất thông minh luôn trong cái sản phẩm này. Giá đi bình dân hạt rẻ chỉ có 80k thôi, 80k cho một chiếc máy xay mini nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm review thực tế này. Đây. Giờ này còn băng tỏi bằng tay à? Tại cái máy này nè. Ok, bây giờ thử xay tỏi với cái máy này nha. Xay tỏi đó nha. Khá là nhuyễn nha. Cái này mà bằng tay chắc không phải 5 phút mới được như vậy á. Và chiếc máy này xay ớt hay là xay hành cũng rất là ok nha, cực kỳ đơn giản. Xay hành xay ớt ngon này luôn. Độ mạnh của máy này thì mình sẽ xay cà rốt cho các bạn xem. Xay cà rốt luôn nha, cà rốt rất cứng. Nhìn xem 100 cành nè, đáng tiền chưa? Máy xay mini này thì chỉ có 4 phần đơn giản. Phần máy chỉ với một nút bấm, nắp đậy và một cái cối nhựa và một cái lưỡi dao 3 tầng cực kỳ bén luôn nha. Tiện hơn nữa là cái máy cầm tay này nè, sạc một lần thì xay tỏi ớt cả chục lần chưa hết pin nữa. Thiết kế của máy này đơn giản nhưng mà rất là tiện lợi nha. Các bạn cần vệ sinh thì chỉ cần gỡ cái máy ra và chỉ cần vệ sinh cái phần nắp này và vệ sinh lưỡi dao cũng như là cái phần cối bên dưới là xong. Về độ bền thì chiếc máy này mình mới dùng chưa lâu cho nên mình chưa kết luận được, nhưng mà với 100k mà chiếc máy nó xay hiệu quả như thế này thì rất đáng để thử nha các bạn. Đấy, chỉ có 100.000 thôi. Giờ này đang bên em đang có cái chương trình thanh lý xả kho, chỉ còn có 80.000 cho một chiếc máy thôi nhá. Đấy, vừa đã test thực tế bác rồi, xay cà rốt, xay rau củ quả, xay ớt, xay tỏi rất hợp lý, các bác sử dụng gia đình thì con này rất ok. Đó, 80k cho một chiếc máy xay mini các nhá.
Sản phẩm tiếp theo thì ở đây em có về cho bác một cái lô, đó là cái sản phẩm, đó là cái cước cắt cỏ nhá. Cứ lên mãi em sẽ cái sản phẩm cái sợi cước cắt cỏ này, cái cuộn cước cắt cỏ. Cuộn cước cắt cỏ này thì em bán một cái giá tốt thôi, chỉ có 20k thôi các nhá, 20k. Lên mãi em sẽ cái cuộn cước cắt cỏ này. Đấy, cước cắt cỏ. Cái này để chuyên các bác lắp vào cái máy cắt cỏ ấy. Đây này. Đấy, cái này thì thực ra cũng không phải là chuyên môn lắm, nhưng mà em thấy biểu tượng này. Đấy, chuyên các bác lắp vào máy cắt cỏ này. Cái thông số của nó thì đây, dây của nó sẽ là dây 1.3 ly nhá, 1.3 mm này. 15 m nhá. Chiều dài sẽ là 15 m, chiều dài 15 m nhá. 1.3 ly và chiều dài là 15 m. Đấy đây, 1.3 x 15 này. Đây, dây của nó sẽ là dây 1.3 nhá. Đó, đây dây 1.3, dây nhỏ nhá, chứ không phải dây to đâu. Không nhiều bác lại tưởng là dây to. Em nói rõ luôn là nó có thông số ở trên này hết rồi, chứ không phải là em chế cháo đọc kia đâu. Đấy, đây 1.3 x 15 này. À, một cuộn cước cắt cỏ này với giá sẽ là 20k nhá, 20k cho một cuộn cước cắt cỏ này, chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác về sử dụng và lắp vào máy cắt cỏ các bác xài này, cắt cỏ cắt cả các thứ ok luôn. Đấy, các bác nào hay dùng máy các thứ các bác mua cho em một cuộn này. Cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy, về cho bác mã này thì các bác cảm thấy phù hợp mà ok thì các bác có thể chốt nhá. 20k cho một cuộn cước cắt cỏ nhá. 1.3 ly, đấy 1.3 mm nhân với 15 m nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con đèn đội đầu ba bóng này. Cứ lên mã em sẽ là cái con đèn đội đầu ba bóng nhá. Em báo giá luôn. Con này thì giá bình dân thôi. Đèn đội đầu. Đèn đội đầu ba bóng. Đấy, ba bóng. Con này cứ lên mã thì em sẽ là D3 đi, đèn D3 đi. Đấy, giá của nó sẽ là 120.000 cho một cái con đèn đội đầu ba bóng này. Cực kỳ sáng luôn. Đấy các bác sử dụng nhá. Con này nó là dòng đèn pin đội đầu ạ, đèn pin đội đầu. Đấy. Đèn pin đội đầu nhá. Đây, một con đèn chính này. Đó, một con đèn chính. Con này thiết kế rất là thông minh này, thì cái phần pin nó đằng sau này, phần đèn đằng trước này, thì các bác đội theo cái kiểu như này thì các bác đội nó rất là cân đối đầu, nó không bị nặng về đằng trước hoặc là nó không bị nặng về đằng sau nhiều quá nhá, nó rất là cân đối đầu. Đấy, đằng trước đằng sau nó đều luôn, đằng sau thì là pin, đằng trước thì là đèn. Đấy, đây là cái nút bấm này. Con này của nó là hệ ba bóng nhá, ba bóng led, chip led siêu sáng nhá, rất sáng luôn, soi khá là xa. Và đi kèm thì bên trong sẽ có cho bác là hai viên pin nhá, có pin đi kèm luôn. Đấy, các bác không cần phải mua thêm gì cả, có pin đầy đủ đi kèm rồi. Đấy, hai viên pin đi kèm này. Pin của nó sẽ là pin 18650 nhá. Pin sẽ là pin 18650. Cái pin này thì các bác nói chung là cái pin này thì rất là dễ kiếm rồi. Và anh em cũng đang bán cái pin này luôn. Các bác có nhu cầu mua thêm pin thì bên em đang bán một viên pin 18650 như này. Với giá sẽ là 20k một viên nhá. Đấy, thì các bác có thể mua thêm pin về mình làm pin dự phòng. Còn sẵn sàng thì nó có bên trong hộp là nó có pin sẵn rồi. Đấy, nó có pin đi kèm rồi. Đấy, và lắp vào, sau đó các bác đội lên. Dây thì sẽ co giãn là dây co giãn 4 chiều nhá, chắc chắn chất lượng lắm. Và đây là đằng trước này. Đấy, ba bóng này em sẽ bật test bác coi. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 4 này, 4 chế độ sáng luôn em nhá. Đấy, chế độ 1 quả này, chế độ 2 quả này, chế độ 3 quả này. Rồi là chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, đây. Sử dụng chip led siêu sáng nhá, rất sáng luôn các bác nhìn này, soi nó trắng xóa luôn này. Thấy không? Đấy, soi trắng xóa luôn nhá, rất ok đấy. Có pin biếc đi kèm sẵn sàng này các bác về các bác sử dụng luôn. Hết pin thì bên trong luôn, có kèm luôn các bác cả cục sạc luôn. Đấy, hết pin thì các bác cắm vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác sạc pin cho cái đèn này nhá. Thì đúng là hết pin thì các bác lại cắm sạc vào là mình lại xài. Đấy, sử dụng đèn tích điện rất là thông minh. Và hay, nói chung là giá bình dân mà sở hữu cho một cái con đèn này thì rất là chất lượng, cầm chắc chắn đó, đó. Đèn pin đội đầu D3 nhá, ba bóng. Đấy, ba bóng, giá của nó sẽ là đi 120.000 một chiếc nhá, có đi kèm cho các bác là cả cái cục sạc nữa và có cả kèm pin. Đấy, thì em nhắc lại là nữa này, nếu các bác có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì bên em đang bán một viên pin 18650 như này với giá sẽ là 20.000 một viên. Thì các bác có thể là tùy nhu cầu mình muốn xài nhiều, muốn có ví dụ như là trong nhà có pin dự phòng thì mình có thể mua cho em thêm hai viên pin đấy về mình ví dụ làm pin sơ cua, chẳng may là có hết điện thì mình có cái pin nên mình sơ cua mình sử dụng mình lắp vào thì mình sẽ làm pin dự phòng cũng rất là hay luôn đó. 120.000 nhá, đèn pin đèn đội đầu ba bóng D3 nhá, D3 120k. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái đèn bão này. Tiếp tục về mã hàng đèn bão đấy, để các bác sử dụng rất là hay một con đèn bão nhá. Về view như là trong trường hợp là mất điện các thứ này, đấy tối đến mất điện các thứ này, mình có một cái con đèn này mình chiếu sáng sử dụng sinh hoạt gia đình rất hợp lý luôn. Sản phẩm hàng mới cái hộp nhá. Đây sẽ gồm có là một thân đèn này, đấy, một thân đèn và đi kèm sẽ có là một cái cọng cáp sạc cho đèn. Con này nó sử dụng pin tích điện nhá và có cả sạc năng lượng mặt trời này. Em sẽ đi vào quay chi tiết. Trước khi quay chi tiết thì em báo giá luôn, thì các bác lên mã em sẽ đảm bảo là cái cây đèn bão nhá, đèn bão. Đó, đèn bão này.
Đèn bão này thì đang có giá sẽ là đi 100 ngàn một cây thôi, 100k cho một cây đèn bão nhá, 100 nghìn một cây. Đấy, sử dụng rất hay luôn. Đây, tổng quan một con đèn đây, có phần tay xách nhá, thì các bác có thể xách mang đi mang lại này. Và khi mà các bác sử dụng muốn sử dụng đèn này các bác kéo lên xem. Đấy, khi mà kéo lên thì tự động là đèn nó sẽ phát sáng nhá. Còn khi mà các bác ấn xuống này, tự động đèn sẽ tắt đi, rất thông minh. Kéo lên cái đèn sáng, đẩy xuống đèn tự động tắt, và nó có tích hợp ở bên này là một chiếc quạt nhá. Đây, các bác mở nó ra, đấy, bật cái công tắc ở đây lên. Đó là quạt chạy nhá. Quạt chạy cực kỳ khỏe và rất là mát luôn. Đấy, vừa có cả đèn vừa có cả quạt luôn. Rất thông minh. Đấy, nó sử dụng là pin tích điện mà. Hết pin thì các bác lại mang ra các bác cắm sạc nhá. Thì đây là cái cổng cổng cáp sạc này. Con này nó sử dụng cái nguồn là nguồn 220 các bác cắm vào đây. Đó, sau đó là cái phần này các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác có thể sạc. Đấy. Trong trường hợp mà không có điện thì mình có thể là mang ra mình phơi nắng. Sử dụng sạc bằng năng lượng mặt trời thì các bác cho ánh nắng nó chiếu vào đây thì nó sẽ sạc cho cái đèn này. Cái đấy là trong trường hợp là không có điện nhá. Còn nếu mà theo em thì các bác nên sạc điện thì nó sẽ vào nhanh hơn và nó vào căng hơn. Đấy, còn nếu mà sạc năng lượng thì nó sẽ vào chậm hơn và cái pin nó được lâu ạ. Đấy, sạc điện thì pin nó sẽ được lâu hơn, nó tích điện được khỏe hơn nữa nhá. Đấy, kéo lên cái là đèn sáng, có cả quạt quậy, quạt chạy khỏe ok luôn. Đó. Và rất nhiều chức năng trong một nhá, có thể xách mang đi mang lại này, hoặc là ví dụ như mình mất điện này, các bác sử dụng sinh hoạt gia đình này, mình treo lên đấy cho nó sáng nhà, sáng cửa, sáng chỗ mình sinh hoạt là sử dụng làm việc nhá. Đó. 100k nhá, 100k. Đấy, 100k cho một cái bộ sản phẩm đèn bão này, thì cứ lên mã cho em sẽ sản phẩm là đèn bão. Đấy, đèn bão thiết kế cực kỳ chắc chắn, rất đẹp luôn. 100.000 một chiếc thôi nhá, 100k. Lên mã cho em sẽ sản phẩm là đèn bão nhá. Sản phẩm tiếp theo đi em, ở đây em còn ít cái mã hàng đó là cái đệm ghế silicone này, để các bác mua về các bác làm đệm ghế mình ngồi ở nhà, hoặc các bác nào hay đi làm văn phòng mình ngồi ở công ty này, đi làm hay phải ngồi nhiều. Đấy, các bác mua cho em cái đệm này. Đấy, rồi là các bác lái xe ô tô mua cho em cái đệm này dùng rất là thích luôn. Nó là cái dòng đệm ghế chất liệu là bằng silicone nhá, nó không bị bọp đâu ạ. Các bác cứ ngồi thoải mái mà không lo nó bị bọp mà nó đàn hồi. Nó thiết kế theo dạng tổ ong này, khi mà các bác ngồi nó phân tán lực rất là đều. Đấy, thì các bác ngồi rất là thoáng này. Đấy, bác nào đang bị đau mông này, đấy rồi là bị trĩ này, đấy rồi là đau đốt sống các thứ này, đấy liên quan về vấn đề thể trạng kiểu xương cốt các thứ rồi mà xương hông xương chậu mà mình ngồi nó không đảm bảo, thì các bác mua cho em cái đệm về, đấy hỗ trợ các bác sử dụng và ngồi nó cảm giác nó êm ái hơn, dùng ok hơn. Đấy, đi kèm thì sẽ có luôn các bác là một cái bọc bên ngoài nữa. Đây, một bình thường là một cái nó sẽ có cả một cái bọc bên ngoài này. Đấy, còn đây em đang tháo ra để bên trong nó bác coi. Đấy thì một cái đệm ghế này thì em báo giá luôn. Các bác lên mã cho em sẽ là cái đệm ghế silicone nhá. Đấy, đệm ghế silicone. Cái này thì em bữa trước đang bán là 120.000. Đấy, hôm nay em còn ít nữa em xả kho bán nhanh luôn. Đệm ghế 120. Em giảm luôn các bác, chỉ còn có là đi 80.000 thôi, 80k. Đấy, bán xả lỗ luôn, 80k cho một chiếc đệm ghế silicone nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái đệm ghế silicone, 80k cho một chiếc đệm ghế này. Dùng cực kỳ là hay luôn. Các bác về giải lên ghế các bác ngồi nhá, cực kỳ thích. Đây, các bác cùng xem sản phẩm này. Alo alo, hôm nay mình sẽ review một sản phẩm cực kỳ cần thiết cho dân văn phòng, người hay ngồi ô tô mà đặc biệt bác nào bị trĩ thì dùng đảm bảo phê luôn nha. Đây gọi là đệm lót ghế ngồi 3D thoáng khí, để khám phá xem bên trong đệm có cấu tạo như thế nào mà nó mềm mềm dẻo dẻo như này nhá. Để mở ra xem bên trong có gì nào. Wow, màu xanh rất là mát mắt, bên ngoài là vỏ đệm, mặt trước là vải thoáng khí, bên dưới là lớp chống trượt. Đệm 3D được làm từ gel silicone, hèn gì mà thấy nó mềm mềm dẻo dẻo sờ rất là thích. Mát lạnh luôn, cấu trúc tổ ong nhìn thoáng khí khi ngồi nè. Các bạn có thể xem độ đàn hồi của nó nha, ném như vậy mà nó vẫn bật nguyên để như cũ. Cấu trúc tổ ong như vậy giúp phân tán áp lực khi ngồi và lưu thông không khí được tốt hơn. Phù hợp lót với nhiều loại ghế, đặc biệt là những cái loại ghế cứng cứng như thế này nè, ghế văn phòng hoặc ghế ô tô không được êm ái một chút nào. Ngồi vào nó sướng gì đâu ấy, êm ái rất là thích. Tôi được tự ưng em này ngay từ cái nhìn đầu tiên nè. Với thiết kế của đệm 3D như vậy nên khi ngồi em này giúp chống trĩ, bảo vệ cột sống, chống thoát vị đệ đệm, ngăn ngừa mồ hôi và ngồi rất là êm ái. Em đệm này thì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối, phục hồi hình dạng ban đầu ngay lập tức, mặc dù có bị kéo vò ném hay đè lên thì cũng không có bất kỳ biến dạng nào nhá. Vì vậy đệm rất là dễ cuộn nhỏ, mang theo sử dụng và dễ dàng được làm sạch bằng nước. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, đấy, dùng rất là hay luôn. Lên mẹ sẽ là một cái đệm ghế silicone. Đấy, đệm ghế silicone nhá, ngồi rất là thích, ngồi rất là êm. Đó, giá bên em đang xả kho bán nhanh chỉ có 80.000 các bác nhá, 80k cho một chiếc đệm ghế nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái con máy sấy giày này. Đấy, các bác bắt đầu đang vào mùa đông này, các bác đi giày nhiều. Đấy, rồi là các bác phải đối diện những cái hôm mà trời nó mưa, đấy, mưa phùn mưa lâu,
mình mua cho em một cái con máy sấy giày về các bác sấy giày nhá. Đấy, hoặc là các bác những cái đôi giày các bác bắt buộc là các bác phải giặt nhanh và các bác phơi nhanh. Đấy, các bác càng phơi lâu thì giày nó càng nhanh hỏng nhá. Đấy, thì các bác mua cho em cái máy sấy giày này về dùng rất tiện dụng luôn. Đấy, nó sử dụng cái luồng hơi nóng nó sẽ đẩy ra và các bác xỏ giày vào đây. Đấy, các bác mở nó ra này. Đấy, mở nó ra, các bác xỏ giày thôi chứ. Và các bác bật máy là khi bật máy thì cái luồng hơi nóng ở trong hai trong cái lỗ này nó sẽ đẩy ra. Đấy, cái đôi giày các bác. Đấy, và cứ thế là nó sẽ làm khô cái đôi giày của bác nhá. Đấy, khô từ trong ra ngoài rất là ok luôn. Mà nó lại ức chế cái vi khuẩn này, giúp đôi giày của bác thơm tho hơn này, rồi là nó không bị mùi hôi nữa các bác nhá, không bị mùi hôi. Và cái sản phẩm này thì khi mà các bác sử dụng thì mình có thể hẹn giờ luôn. Đấy, hẹn giờ tối đa được là 120 phút các bác nhá, 120 phút này. Đấy. Còn bình thường là nó sẽ có 90 này, rồi là 60 này, 30 này. Đấy thì tùy có nhu cầu nhá, thì mình xem cái đôi giày của mình nó ướt ít hay ướt nhiều. Đấy, mình cần nhiều thời gian hay mình cần ít thời gian thì mình cứ hẹn giờ thôi con này nhá. Thì các bác cứ bật máy và hẹn giờ lên thôi. Đấy, hẹn giờ đi. 30 phút là đồng hồ nó sẽ chạy về cái giờ đấy là bắt đầu là nó sẽ tự động nó ngắt các nhá, tự động nó ngắt. Cái này thì cái sản phẩm này thì nó cứ các bác sử dụng thì cứ cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là xong. Đấy, nguồn 220. Con này thì cái điện sử dụng là điện 220 và công suất của nó là 200W nhá. Đấy, công suất 200W khá là phù hợp. Để các bác dùng để chuyên các bác sấy đôi giày của bác nhá. Sấy giày ngoài chức năng sấy giày thì mình có thể sấy tất và các bác có thể gấp gọn vào, rất gọn cả. Đấy, lúc nào dùng thì mình mở ra. Không dùng thì mình có thể ấn vào đây này, các bác ấn vào đây, sau đó là các bác gấp gọn vào. Đấy, rất tiện dụng. Đây là dây nguồn, các bác cắm vào là các bác xài thôi. Em báo giá luôn nhá. Lên mãi em sẽ là giảm cái con máy sấy giày nhá, máy sấy giày. Cái này thì giá bình dân là rẻ thôi. Giá của nó sẽ là 100 máy sấy giày thì giá sẽ là 180.000 thôi nhá, 180k cho một cái máy sấy giày này, 180.000 chiếc, dùng cực kỳ là hay. Đây các bác cùng xem thực tế về cái sản phẩm này. Đấy, cái này thì em bán khá nhiều và dùng rất là thông minh luôn. Đây. Giày ướt như này làm sao bạn đi được đây? Tôi sẽ sử dụng máy sấy giày bằng hơi nóng. Những đôi giày vừa được ngâm nước cũng có thể được làm khô nhanh chóng. Sử dụng khí nóng với nhiệt độ cao, giày sẽ khô nhanh và đảm bảo giày ẩm ướt dễ bị bốc mùi và ẩm mốc. Hãy đặt giày lên máy sấy. Bạn có thể hẹn giờ cho máy tự tắt, sản phẩm có thể gấp gọn. Vậy bạn đã có sản phẩm chưa? Đấy, con này là con này ngoài chức năng là làm khô giày thì nó có thể là khử khuẩn cũng như là khử mùi luôn nhá. Đấy, khử khuẩn khử mùi luôn, dùng rất là hay. Đấy, nó độ nóng nó cao thì nó sẽ tiêu diệt hết những cái vi khuẩn nấm mốc ở trong đôi giày của bác nhá. Đấy thì nó sẽ loại trừ được những cái trường hợp mà các bác bị hôi chân thối chân. Đấy, hôi chân thối chân thì chủ yếu là những cái con vi khuẩn nó trong giày lâu ngày thì nó sẽ bị. Đấy thì các bác mua cho em cái sản phẩm này, một cái sản phẩm rất là thông minh hữu ích sử dụng. Đó, sấy giày cho cả nam cả nữ đều được luôn nhá. Máy sấy giày 180.000 chiếc. Tiếp theo thì em báo giá nhanh cho bác một số mã hàng bên em hàng còn đang tồn kho nhá. Đấy thì em sẽ cũng lên mã xả kho luôn. Đấy, một số cái mã hàng đang tồn kho bên nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đây, đó là cái mã hàng là cái bộ xét nước hoa ba lọ này. Đấy, về các bác dùng để xịt thơm phòng, thơm nhà, thơm quần áo rồi là thơm người mình luôn. Đấy, một cái bộ này sẽ gồm có là ba chai nhá, cả nam cả nữ dùng hết luôn. Đấy, bác nào nữ dùng chai màu hồng này. Đấy, bác nào nam thì dùng mấy chai màu vàng này. Đấy, rồi là trung tính nam nữ dùng hết luôn này. Mùi thì khá là thơm nhá, mùi thơm thăng thẳng dịu nhẹ nhá. Đấy, mùi thơm thăng thẳng dịu nhẹ, không bị hắc các bác nhá, không bị hắc, mùi rất ok luôn. Đấy, mùi này ngọt này, mùi này rất là ngọt luôn. Đấy, ok. Một set này là ba lọ nha, các bác có thể mua về làm quà biếu tặng. Đấy, mua về sử dụng cho em rất đẹp luôn nhá. Đấy, set này thì bữa trước bên em đang gửi bác giá là 150.000. Đấy, hôm nay thì số lượng nó còn ít cũng như là còn đang tồn kho. Đấy, còn ít nữa thì em cũng lên xả luôn đấy bác, là với giá sẽ là đi 90.000, xả luôn lấy cái giá gọi là giá bán lỗ luôn đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là set nước hoa ba lọ nhá. Set nước hoa. Đấy, set nước hoa ba lọ này. Bữa trước đang bán là 150.000, giảm luôn đấy bác, là chỉ còn có 90.000 thôi. 90k cho một cái combo set nước hoa ba lọ này. Quá đẳng cấp, quá đẹp, quá chất lượng luôn. Đấy, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng ok các bác nhá. Đấy, xịt thơm phòng, thơm nhà, đấy, xịt quần áo, xịt lên người, rồi là các bác để lên ô tô cũng ok luôn. Đấy. Set nước hoa ba lọ nhá, 90.000 cho một cái set nước hoa ba lọ này. Chỉ 90.000 thôi. Quá đẳng cấp luôn. Hàng mới nguyên hộp các bác nhá. Rồi tiếp theo thì cũng lên mã xả kho luôn các bác. Cái đèn này là cái đèn đội đầu 5 bóng này, em còn có 2 cây duy nhất này. Đấy, 2 cây. Em cũng lên mã bán nhanh bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn đội đầu 5 bóng. Đấy, báo giá luôn nhá, báo giá trước khi quay chi tiết luôn. Đèn đội đầu 5 bóng này. Đèn đội đầu 5 bóng nhá, cái này của nó là 5 bóng luôn. Bữa trước bên em đang bán giá là đi
80.000. Hôm nay em còn 2 cây duy nhất, em bán nốt cho bác luôn. Với giá sẽ là 40k nhá. 40k thôi, 40.000 thôi. Đấy, bán này bán giá lỗ vốn thôi. Lên mã giúp em sẽ là đèn đội đầu 5 bóng nhá. Đấy, 80.000 đang xả còn có 40.000 thôi. Đấy. À, sản phẩm này thì nó là dòng đèn đội đầu có pin sạc tích điện nhá. Đấy, có pin sạc tích điện và đi kèm bên trong. Thì trong hộp thì sẽ gồm có là một cái dây đeo và một cái cọng cáp sạc nhá. Con này nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn sạc 5V. Các bác về có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác cắm vô đây này. Đấy, cắm vô đây. Sau đó là khi mà hết pin thì các bác lại cắm vào sạc để các bác sạc, và lúc nào đầy pin rồi thì mình lôi mình xài thôi. Đấy, ở đây là cái nút bật tắt này. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, à con này xịn phết các bạn. Đấy. 40.000 nhưng mà xịn cực kỳ ấy nhá. Đấy, các chế độ sáng luôn, 1 này, 2 này, 3 này, đấy, 4 này, có cả nháy cảnh báo SOS luôn nhá. Quá xịn luôn, sáng cực kỳ, con này sáng lắm. Đây các bác nhìn bình thường này. Đấy em soi không? Rất sáng luôn nhá. Đấy, có cả pha xa, pha gần, pha rộng, pha hẹp đầy đủ cho bác luôn. Nói chung là đa chức năng nhá. 40.000 thôi. Bán giá này giá siêu lỗ luôn rồi. Xả siêu lỗ luôn đấy. Quá đẹp luôn. Còn có hai cây chốt nhanh, bác nào chốt nhanh thì có luôn này. À, đèn đồ đầu 5 bóng nhá. Đấy, các chức năng sáng, chế độ sáng và rất ok luôn. Có sạc tích điện đầy đủ luôn. 40.000 cho một cái đèn đồ đầu 5 bóng nha. Rồi tiếp theo thì em lên mã luôn bác, đó là cái này là cái thúc chuột này. Đấy, cái thúc chuột hàng của Thái nhá, thúc chuột hàng của Thái. Đấy, con này bên Thái nó bán rất là chạy này. Đấy, thúc chuột hàng của Thái, hàng mới nguyên hộp luôn. Cái này về các bác rất là dễ xài thôi. Về mình cứ giải ra. Đấy, bóc ra sau đó các bác giải ra những chỗ nào mà chuột nó hay chạy đi chạy lại này, những cái chỗ nào mà chuột hay ăn thì mình giải ra. Đấy, nó ăn và nó đi thôi. Đấy, ăn và là đi thôi, có thế thôi. Đấy, cái này thì rất là dễ xài rồi. À, thuốc chuột này thì bên em hôm nay cũng bán nhanh cho bác, giá tốt luôn. Đấy, bữa trước bên em đang bán là 50.000 một hộp. Hôm nay em xả luôn cho bác, giá chỉ còn có 30k thôi. 30k. Đấy, một cái hộp này, một cái túi này sẽ có trọng lượng là 80g nhá. Lên mã cho em sẽ là thuốc chuột của Thái nhá, thuốc chuột của Thái. Một gói một hộp nha, đang bán cho bác là xả kho là còn có 30.000 thôi. 30k một hộp thuốc chuột của Thái nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác. Đó là cái con đèn học này. Đấy, lên mã cho em sẽ là sản phẩm là đèn học nhá. Đèn học này thì là đèn học chống cận luôn. Đấy, về để các bác sử dụng học tập này, làm việc này. Đấy, rồi là trong điều kiện mà các bác không có ánh sáng thì mình có thể dùng cái con đèn này. Cái hay của con đèn này là nó có pin tích điện bên trong các bạn, nó có pin tích điện bên trong. Đấy, nên là về các bác xài rất là tiện nhá, nó có cả pin luôn. Đấy, nghĩa là trong trường hợp là mất điện là các bác vẫn có thể xài bình thường luôn nhá. Đây, bộ sản phẩm sẽ gồm có là một đèn và một cái cọng dây cáp sạc để các bác sạc tích điện cho cái con đèn này. Đây, và trước khi đi vào quay chi tiết em sẽ báo giá luôn để các bác đỡ sốt ruột này. Lên mã giúp cho em sẽ là đèn học chống cận nhá. Đấy, đèn học chống cận luôn. Đèn học chống cận hôm nay em cũng xả luôn cái sản phẩm này. Bữa trước đang bán là 130.000, hôm nay em xả luôn, còn có một ít nữa. Bán nhanh cho bác luôn, giá sẽ là đi 70.000. 70k nhá, 70.000 thôi. Đèn học chống cận, xả nhanh bán nhanh luôn 70.000. Đây, cái con này thì nó là dòng mắt LED nhá, mắt LED XT này. Đấy, cái nhiệt độ màu của nó là 4.000 cho đến 4.500W. Cái nhiệt độ ca màu này thì nó là từ 4.000 đến 4.500W thì nó rất là tốt cho mắt này. Đấy, rất tốt cho mắt luôn. Bình thường là các bác hay xài những cái điện mà nó lên đến khoảng tầm 5.500, 6.000 ấy, nó hơi bị chói, nhưng mà con này nó từ 4.000 đến 4.500 nó rất là vừa phải. Đấy, rất là dịu cho mắt nên là nó rất là tốt cho mắt luôn. Đấy nên là hay gọi là đèn học chống cận nhá. Công suất là từ 2W cho đến 10W nhá. Thì nó có sẽ có các chế độ sáng khác nhau, từ sáng nhất này, sáng vừa phả này. Đấy, nói chung là công suất là từ 2W cho đến 10W nhá. Và nó sử dụng nguồn điện là nguồn điện DC 5V 1A. Tức là về các bác có cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác có thể là sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy, cắm vào cái cục sạc điện thoại mình là các bác sạc đây. Một con đèn rất nhỏ gọn nhá, các bác có thể mang đi mang lại rất là tiện. Đấy, lúc nào dùng được các bác mở ra. Mở này lên. Đó. Và đây là cái phần hộp bút này. Đằng sau này. Đấy, thì về các bác dắt vào đây. Các bác dắt vào đây chưa? Dắt vào đằng sau nhá. Đó, dắt đằng sau. Để các bác có bút biết các thứ ấy, là các bác cho vào đây. Cho vào đây để các bác sử dụng, các bác đựng bút viết. Đây, đấy, các bác cho vào đây. Đẩy nó xuống. Đó là thành một chiếc đèn. Và nó có chỗ để các bác để bút đây luôn. Đây là cái hốc để bút nhá. Còn nhân vật chính ta đây là đèn. Đèn thì đây là hai cái thanh LED nó chiếu sáng này, có thể gập lên gập xuống rất tiện này, có thể xòe ra xòe vô đây, đấy xòe ra xòe vô rất tiện dụng luôn nhá,
Rồi đằng sau thì là cái cổng sạc nhá. Đây là cái cổng sạc rô. Đấy, cổng sạc rô. Con này bên trong là nó có sẵn pin rồi. Thì về nếu mà hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây. Cắm sạc rô đây. Sau đó là một đầu là các bác cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình để các bác cắm sạc cho cái đèn này. Và lúc nào đầy pin thì các bác rút ra và các bác xài thôi các bác nhá. Rất tiện dụng, không cần dây dợ đằng nhà. Mình có thể mang đi công tác này, đi chơi này. Rồi đấy, những cái chỗ nào mà không có điện đóm này thì mình có thể mang ra làm việc này, học tập này, sử dụng công việc này. Đấy, rất ok. Hoặc là trong là mất điện thì mình có cái đèn mình xài luôn. Đấy, con này thì bấm rất là dễ. Thì các bác bấm vào cái nút bấm này này. Đấy, bấm vào cái nút này cho em là đèn nó sẽ lên, có thế thôi. Bấm nút này cho em là đèn nó sẽ lên, có thế thôi các bác nhá. Đây này, em sẽ bật test các bác coi nhá. Đây này, các bác bấm đây là bật này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy thì nó sẽ có 3 mức độ sáng nhá. Đấy, nhỏ nhất này và sáng vừa vừa này và sáng nhất này. Đấy, sáng nhất. Đấy, nói chung là cái ánh sáng này thì thoải mái các bác sử dụng học tập làm việc rồi. Đây là cái nút bấm của nó nhá. Đấy, các bác cứ chạm vào đây thôi, nó hiểu cảm ứng nhá. Chạm vào đây cái là nó sẽ bật tắt cũng như là thay đổi các chế độ sáng của cái đèn này, có thế thôi. Đấy, thao tác rất là dễ dàng đơn giản nhá. Giá bình dân hạt rẻ được 70.000 thôi. Xúc ngay cho em cái con này về các bác xài sử dụng này, cho con cái nhà mình học tập này, đèn học chống cận này. Đấy, rồi là các bác sử dụng học tập làm việc ok luôn. Đang xả kho đèn học chống cận nhá, đang xả kho có tích điện đầy đủ luôn, với giá sẽ là 70.000 nhá. 70.000, cái này nó là dòng đèn tích điện. Đấy, đèn học tích điện đấy các bác nhá, đèn học tích điện là 70.000 cho một chiếc đèn học chống cận nhá. Một cái siêu phẩm hiện tại đang rất là hot luôn, làm mưa làm gió trên thị trường, đó là cái con máy cạo râu 9D đa chức năng luôn. Con này thì có thể cạo râu này, tỉa lông mũi này, tăng đơ này. Đấy, rồi là có cái phần massage mặt rất tiện dụng luôn. Đấy, giá thì vô cùng là bình dân. Đây em sẽ báo giá luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là máy cạo râu 9D. Đấy, máy cạo râu, mã của nó sẽ là 9D nhá, 9D. Với mức giá thì bữa trước bên em đang bán là 170.000. Đấy, hôm nay em về cho bác một cái mức giá sập sàn luôn. 100.000 cho một chiếc máy cạo râu 9D nha. 100.000 có nhá, 100.000 một chiếc đây. Mã của nó sẽ là máy cạo râu 9D. Hàng này thì của thương hiệu Sever. Đấy, Sever là một trong những thương hiệu chuyên về đồ cạo râu, máy cạo râu rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Đấy, bộ sản phẩm sẽ trong hộp sẽ đầy đủ các phụ kiện đi kèm này, đầu rửa mặt này, tăng đơ này, tỉa lông mũi này. Đấy, bên trong thì sẽ có là thân máy này. Đấy, thân máy. Rồi là cái cọng cáp sạc đi kèm. Đấy, cọng cáp sạc đi kèm nhá. Đây là thân máy này. Thân máy chính nhá. Thân máy thì đã lắp sẵn là cái phần đầu dao cạo rồi nhá. Đấy, đầu dao cạo rồi. Và đây là cái cáp sạc nhá. Con này nó sử dụng cũng là cái nguồn điện DC 5V. Các bác về cứ cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác có thể sạc thôi. Đây là cái phần chân sạc của nó này, cắm vào đây. Sau đó là các bác cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác có thể là sạc cho cái máy này rồi. Con này thì sạc một lần các bác dùng chắc cả tháng luôn. Pin cực kỳ trâu nhá, pin cực kỳ trâu đây. 9D này, thương hiệu Sever này. Đấy, thì hàng này của nó sẽ là hàng 3 lưỡi nhá. Nên thì khi mà các bác cạo ấy, nó rất là ngọt cũng như là nó cạo nó rất là nhanh. Đấy, nhiều bác hỏi là nhiều bác về bảo là nó hơi khó cạo thì đây, em hướng dẫn bác luôn. Cạo ấy thì các bác cứ bật máy lên, sau đó các bác dí đều cho em. Dí đều này. Các bác dí đều. Đấy, dí đúng nhà cho em này. Đấy, các bác cầm vào đây. Cầm chắc máy. Đấy, sau đó các bác vừa ấn vừa dí. Ấn và dí nhá, ấn và dí nhá. Cứ ấn và dí này cho em, ấn và dí này cho em. Đấy, ấn sát vào cầm nhá. Con này này nó có một cái lớp màng bảo vệ nên là các bác cứ dí thoải mái cho em, không lo nó bị ăn da rồi nó đứt da đâu. Đấy, bác nào mà cạo mà bị chảy máu thứ rồi, bên em bảo hành cho bác luôn. Yên tâm quá nhá. Cạo cực kỳ sát chân nhưng mà lại không bao giờ tạo ra cảm giác là bị khô rát hay là bị đau hay là bị đứt hay là bị chảy máu gì cả. Ngon lành cái nào luôn, bán siêu nhiều rồi. Đấy, các bác dùng phản hồi cạo rất là ngọt luôn. Đấy, bên trong này em mở ra bác coi. Đấy, sẽ gồm có hệ thống 3 lưỡi và cái hệ thống này thì nó sẽ có chức năng là xoay vào vòng này thì nó sẽ có chức năng là tự mài sắc nhá. Đấy, tự mài sắc nên là các bác yên tâm là các bác càng cạo nó càng sắc, càng cạo càng sắc. Đấy, cái bản chất nó rất là hay. Đấy, thì lúc nào vệ sinh các bác mở cái phần này cho em này. Đấy, lâu lâu các bác mở ra vệ sinh. Đấy, dùng cái bàn chải các bác cọ cho nó sạch hết những cái phần tóc các thứ nó dụng vào trong này nhá. Đấy, rất ok. Đấy, thì cạo các bác bật máy này, bật máy là cứ thế đấy các bác dí sau đó các bác dí đều nhá, dí và các bác dí đều nhá, dí thật sát nhá, dí thật sát và thật dí thật đều. Đấy, dí thật sát và dí đều, nói chung là các bác nên ấn tay một chút nhá, các bác đừng đấy, cạo là các bác phải ấn tay vào đây, miết tay vào. Đấy, thì nó với ăn sát với cái chân râu thì nó chém nó mới đứt được các bác nhá. Đấy, không nhiều khi các bác về các bác bảo nó cạo không đứt, cạo không đứt chẳng qua là các bác không biết dùng, em nói luôn đấy, chẳng qua các bác không biết dùng. Chiếc con này cạo cực kỳ ngon luôn. Đấy, bác nào biết dùng cạo rất ngon luôn. Đấy, bác nào mà dùng ok cho em xin một cái phản hồi dưới bình luận luôn, rất ok. Đấy là cái phần đầu cạo râu. Tiếp theo thì sẽ có luôn đấy bác, là một cái đầu này là cái đầu tăng đơ này. Ôi, đầu tăng đơ này. Tại vì bác nào râu dài quá thì mình có thể là
lắp cái này vào mình tăng đơ trước đi để cho dâu nó ngắn đi nhá. Đấy, lắp cái này vào để các bác cạo cho dâu nó ngắn đi này. Đấy, khi mà cạo ngắn rồi thì mình có thể dùng cái đầu kia mình cạo qua một lượt cái là nó sạch ngay. Đấy, và tiếp theo thì là một cái đầu để cho các bác về các bác tỉa lông mũi này, thì về các bác lắp vô đây. Đấy, tháo cái đầu rút đây. Đấy, tháo ra rút vào rất là dễ mà các bác chỉ việc rút ra này. Đấy, lúc nào dùng thì các bác lại cắm vào cái là ok luôn. Cái này bật lên để các bác dùng để các bác tỉa lông mũi này. Đấy, con này tỉa lông mũi cũng rất là ngọt nhá. Đấy, tỉa lông mũi rất là ngọt luôn. Và lúc nào mà muốn massage mặt thì các bác lấy cho em cái đầu này là cái đầu massage mặt này. Đấy, đầu massage mặt. Cái này đầu này các bác có thể kết hợp với lại sữa rửa mặt. Đấy, để ví dụ như là các bác vừa massage mặt dùng để vệ sinh. Đấy, vệ sinh cái khuôn mặt của bác này. Đấy, con này nó kết hợp với lại sữa rửa mặt rất là tốt luôn. Đấy, nó giúp sữa rửa mặt thẩm thấu tốt hơn nhá. Đấy, rồi là massage khu vực mặt của bác nhá, thích hơn. Đấy, thì các bác lắp vào, sau đó các bác bật này. Đấy là cơ thế nó xoay. Đấy, sau đó các bác dí vào trong mặt của bác này. Đấy, và các bác cơ thế các bác dí vừa massage vừa trải sạch cái phần da mặt của bác nhá. Đấy, đỡ bị nhờn nhức cái thứ này, rất ok luôn. Đấy, đây là cái đầu massage mặt nhá, đầu massage mặt rất ngon lành luôn, máy chạy cực kỳ khỏe. Hết pin thì các bác lại cắm sạc vào dây đít này là các bác xài thôi, có thế thôi. Máy thì bao gồm là một thân máy đi kèm là những cái đầu này, đầu cạo râu này, đầu tỉa lông mũi này, đầu tăng đơ này, đầu rửa mặt này. Đấy, rồi là có phần cộng dây cáp sạc. Với một mức giá 100.000 như này mà các bác mua cho em cái con máy này thì giá nó quá là bình dân luôn các bạn, giá quá bình dân luôn, đa chức năng. Đấy, mua một con máy này về là các bác xài là đầy đủ hết luôn. Đấy, không thiếu gì cả, về là chỉ việc xài thôi. Thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là máy cạo râu mã 9D nhá, 170.000, đang giảm cho bác một cái mức giá gọi là sập sàn luôn, chỉ còn có 100.000 thôi, 100.000 cho một cái con máy cạo râu 9D nhá. Đấy, 100.000, hàng mới nguyên trong hộp nhá, hàng mới nguyên trong luôn, hàng bao ngon bao dùng bác luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra. Đấy, lúc nào mà các bác cảm thấy là các bác cạo mà không được thì các bác cứ alo liên hệ bên em sẽ hỗ trợ xử lý cho bác, bảo chỉ cho bác cách cả các bác cạo được thì thôi. Nói chung là cam kết bác là cạo ngon lành nhá, cạo ngon lành luôn. Rồi, tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ thắt lưng ví da của thương hiệu Levi. Đấy, thì hôm nay tiếp tục về cái mã này, đó là cái mã hàng thắt lưng ví da. Cái mã này thì là mã hàng thanh lý siêu thị nhá. Cái mã này ít lắm ạ, không nhiều đâu. Bữa trước nhiều bác hỏi là chưa chốt được này, thì hôm nay các bác tranh thủ chốt luôn nhá. Đấy, tiếp tục nó về lô mới. Bộ sản phẩm này sẽ gồm có cho bác là một cái ví da, đi kèm cho bác là một chiếc thắt lưng. Đấy, một chiếc thắt lưng. Hàng này của thương hiệu Mark Inta này, Mark Inta, và nó có cái cơ sở của nó thì nó trên các thị chi nhánh của Nhật, đó là cái chi nhánh là cái siêu thị TG Mark nhá. Siêu thị TG Mark là chắc nhiều bác biết này. Đấy, nó là hàng thanh lý của siêu thị. Đấy, nó có cả cái giấy luôn. Đó, giấy mã code mã vạch đầy đủ hết luôn nhá, đầy đủ luôn. Hàng nó là hàng thanh lý. Thì thực ra thì cái hàng này cũng nó không lỗi làm gì cả, nó chỉ là hàng thanh lý thôi. Thì nó thanh lý là tại vì nó những cái hộp các thứ là nó hơi xấu một chút thì nó không thể bày ra siêu thị được, nhưng nó thanh lý được cái mã này. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một chiếc thắt lưng này. Đấy, có lỗ cài đầy đủ luôn. Đấy, chắc chắn chất lượng nhá, thắt lưng. Rồi đi kèm với bác là một chiếc ví nhá, một chiếc ví quá ok luôn này, một chiếc ví da. Đấy, nói chung là các bác sắm một cái bộ này về các bác đủ chơi xài thoải mái dịp cuối năm rồi. Đấy, mình đi chơi đi bời công việc các thứ, đi đám đi xá mình có cái là mình đeo vào. Đấy, tất ta thứ mình mang vào ngon lành luôn nhá. Đấy, bên trong này đầy đủ các ngăn luôn, hàng da nguyên miếng nhá, xịn sò ngon lành luôn. Đấy, đựng thẻ này, đựng giấy tờ các thứ và những cái ngăn này là ok luôn nhá. Đấy, bên này thì đựng tiền nong các thứ ok luôn, hàng logo Levi. Đó, bộ này thì em báo giá luôn, lên mã giúp cho em sẽ là phẩm là cái bộ thắt lưng. Đấy, thắt lưng ví da đây, thắt lưng đây, da cực kỳ đẹp nhá, da thì bao chất bác luôn, riêng da này bao ngon luôn. Đây, da có gì này, có lỗ liếc đục sẵn hết rồi nhá, về là chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả các bạn. Đó, da quá chất lượng luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ bộ này là cái bộ thắt lưng ví da. Đấy, combo thắt lưng ví da nhá. Đấy, combo thắt lưng cộng với lại ví da nhá, với giá sẽ là đi 120.000 thôi, 120.000, bán giá bình dân, giá chốt ngay mã luôn, 120k cho một cái bộ ví da thắt lưng nha. Lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng thì hóa đơn thì em trên 200k nhá, nhớ giúp em là trên 200k là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán nhá. Mặt hàng đó là cái xưởng hấp nhá, đấy, xưởng hấp hoặc là khay hấp đều được. Đấy, xưởng hấp
Cái này thì đường kính của nó là 28 cm, bên em báo giá luôn, bên em đang bán một cái bộ này với giá sẽ là 80.000. Bộ này thì nó là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị. Đấy thì em nói luôn là tại sao nó có cái giá nó tốt và nó rẻ hạt rẻ bình dân nhỉ, thì đây. Đấy. Là nó sẽ bị lỗi một chút là nó mó hơi mó mó một chút cái đít này. Đấy, thực ra thì các bác về dùng không vấn đề gì đâu nhá. Đấy, về dùng không vấn đề gì đâu. Đấy. Về vẫn để vào đây vừa ok luôn. Khi mà các bác mua cái sản phẩm này thì nó sẽ vừa thành một chiếc nồi hấp, vừa có thể làm một chiếc nồi để các bác đun được luôn. Đấy, đường kính của nó 28 cm nhá. Về các bác làm những cái món hấp này. Đấy, ngoài ra thì có một chiếc nồi như này nữa để các bác có thể là nấu nướng trong này ok luôn. Sản phẩm này thì nó có thể dùng được bếp từ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, có thể dùng được bếp từ luôn. Hàng có cả nắp đậy đầy đủ luôn. Nắp đậy sẽ là nắp kính trong suốt nhá. Rất ok luôn này. Đây nắp kính này. Trong vắt luôn này. Đấy thì nó khi mà các bác mua thì các bác 80.000 các bác sở hữu được cho em hai món luôn, là một cái nồi và một cái xưởng hấp như này thôi nhá. Đấy, một cái nồi và một cái xưởng hấp như này. Đấy, lúc nào mà các bác muốn hấp ấy thì các bác để mở cái vung nồi ra. Đấy, các bác để lên đây. Đấy, để lên đây là các bác thành một cái món hấp này. Đấy, và các bác đậy vung lên ok. Đấy, lúc nào mà các bác không muốn hấp, các bác muốn nấu nướng vào cái nồi này thì mình có thể là lấy cái nồi này ra mình nấu nướng. Đấy, hoặc là cái nồi này mình ăn lẩu cũng ok luôn này. Đấy, vì cái con này, hay của con này là nó có thể dùng bếp từ nhá. Đấy, các bác có thể dùng được các loại, ví dụ như là bếp từ này, rồi là bếp ga này, bếp hồng ngoại này, đấy, bếp halogen này, những cái loại bếp cơ bản phổ thông nhất thị trường, và đặc biệt là có sử dụng được bếp từ nhá. Có sử dụng được bếp từ nên là các bác yên tâm nhá, rất ok luôn. Đấy, bây giờ hầu như là các bác dùng bếp từ hết rồi. Nồi thì khá là dày, rất là chắn. Có nắp vung kính trong suốt luôn. Đấy. Nếu mà cái mức giá này các bác bình thường các bác mua chắc chỉ được một cái sản phẩm này thôi. Đây. Anh em thanh lý cái giá cái lô này nó là hàng tồn kho, hàng thanh lý siêu thị. Đấy, nó lỗi là hơi bị móp một chút nha. Đấy thì có nhà nó luôn, hàng tình trạng nó luôn. Đấy thì tình trạng nó như thế nhá. Đấy, còn là đầy đủ phụ kiện các thứ này. Nắp vung trước các thứ đầy đủ đi kèm, hàng là mới nguyên đai nguyên kiện luôn, chưa dùng. Đấy, với mức giá thì vô cùng là bình dân hạt rẻ luôn. Sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, 80.000 cho cái xưởng hấp 28 cm như này, đường kính là 28 cm. Đó, vừa có một chiếc nồi, vừa có một chiếc khay để các bác hấp luôn, rất ok. Đấy, đa năng 2 trong 1, thích ăn ăn nấu nướng thì ăn, và thích ăn hấp thì ăn, có đầy đủ luôn. Về các bác xài sử dụng gia đình con này thì quá hợp lý luôn. Đấy. 80.000 luôn nhá, 80.000. Nồi nấu được bếp từ nhá, nồi nấu được bếp từ ngon lành luôn. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác mã hàng, đó là cái bộ xẻng làm vườn. Đấy, bộ xẻng làm vườn. Báo giá bác luôn, bộ này bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, 20.000 cho một cái bộ xẻng làm vườn này luôn, chỉ có 20.000. Đây. Một bộ sẽ gồm có là 3 món nha các bác nhá, 3 món, một chiếc xẻng to này, một chiếc xẻng nhỏ này và một chiếc cào. Đấy, các bác trồng rau này, trồng cây này, rồi là trồng hoa này. Đấy, rất ok luôn nhá. Cán của nó sẽ là cán gỗ luôn. Đấy, cán gỗ. Đây, đó, 3 chiếc này, một chiếc xẻng to này, một chiếc xẻng nhỏ này và một chiếc cào. Đấy, trồng hoa này, trồng rau, trồng cỏ các thứ này ok cho em luôn nhá. Bộ ba này với mức giá đi bình dân chỉ có 20.000 thôi. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ xẻng làm vườn nhá. Đấy, bộ xẻng làm vườn sẽ gồm có là 3 món như này. Giá bình dân hạt rẻ 20.000. Đấy, mua về các bác sử dụng trồng rau, trồng cỏ, trồng hoa mét hoa này. Đấy, trên chậu rồi là dưới đất, dưới luống rau, vườn tược các thứ này. Chuyên cho bác dùng để làm vườn, trồng cây các thứ. 20.000 một bộ nhá. Giá rất bình dân, hàng rất chắc chắn, chất lượng. Tiếp theo thì là cái sản phẩm đồ gia dụng này. Lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ ép chanh. Đấy, hàng cũng thanh lý siêu thị nhá. Với mức giá sẽ là 30.000 cho một cái dụng cụ ép chanh như này. Đấy, inox rất chất lượng luôn nhá. Cái này thì về chuyên để các bác ép chanh. Đấy, chuyên để về các bác ép chanh. Hàng inox rất chắc chắn luôn. Đấy, hàng inox rất dày, rất chắc chắn. Để về các bác ép chanh ở đây. Cái này nó có cái phần lọc hạt luôn này. Đấy, các bác ép thì thứ nhất là cái nước, phần nước nó sẽ ra rất là kiệt này. Đấy, và thứ hai là nó giữ lại được cái phần hạt nhá. Đấy, giữ lại cái phần hạt. Nói chung các bác dùng sử dụng gia đình này, nhà bếp, nhà biếc các thứ này, đôi khi thì các bác cần. Đấy, mình cho đây mình vắt này. Vắt dùng để lấy cần nhiều nước cốt chanh, các bác cho đây các bác vắt nó nhàn. Đấy, đôi khi mình vắt tay nó không được kiệt, mà thứ hai là nó vẫn bị dính hạt nhá. Đấy, các bác vắt này thì vừa lọc được hạt này, vắt vừa nó kiệt chanh mà rất là sạch sẽ, ok luôn. Đấy, và cái con này nó thiết kế nó rất là tối giản, đơn giản, nên là khi mà các bác sử dụng vệ sinh rửa ráy nó rất là ok thôi. Đấy, thiết kế rất ok. Thiết kế tối giản hết mức có thể luôn. Đấy, và chắc chắn chất lượng nhá. Inox 304 nhá. Inox 304. Thì về có cho chanh vào đây. Đấy, sau đó các bác cầm và các bác ép xuống cái là ok luôn. Dài hết nước, bác biết là nó sẽ sót lại ở trên này. Đấy, thì các bác mở ra các bác hất ra.
sau đó các vệ sinh nước qua cái là ok luôn. Dụng cụ ép chanh nhá, dụng cụ ép chanh bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 cho một cái dụng cụ ép chanh này bằng inox 304 các bác nhá, inox 304 đấy, rất là ok luôn. 30.000 một chiếc dụng cụ ép chanh nhá, đấy, chuyên để các bác ép chanh, đấy, chuyên để các bác ép chanh này, 30.000 một chiếc nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái miếng mút để các bác về rửa bát này. Đấy, em lấy thêm về để bác nào muốn mua thì mình có thể đặt luôn. Đấy, tiện đôi công đặt hàng thì mình mua luôn. Bên em sẽ bán theo một cái set 3 miếng này. Đấy, chuyên để các bác rửa bát, rửa chén này, rửa đĩa các thứ này. Đấy, sử dụng nhà bếp. 10.000 cho một cái set 3 miếng luôn nhá. Cái này thì đây. Một cái miếng này nó sẽ có là hai mặt các bạn, hai mặt, một cái mặt xốp để các bác rửa và một cái mặt nhám các bác nhá, một cái mặt nhám để các bác có thể là đánh rửa những cái phần cặn bẩn ở trên bát rồi trên xoong nồi nhà mình nhá. Đây. Đấy, nó sẽ có là hai mặt này, một cái mặt xốp để các bác dùng để cọ rửa này. Đấy, cọ rửa bình thường, còn cái mặt nhám như này, ví dụ như những cái chỗ nào nó cứng đầu, đấy rồi những cái chỗ mà nó két bẩn thì các bác dùng cái mặt này các bác chà. Rất ok luôn. Đấy, 10.000 cho 3 miếng này nhá. Thì bên em bán theo cả một set này luôn. Đấy thì mình có thể là mua kèm thêm vào đơn hàng. Đấy, tiện công bên em ship luôn. Đấy, giá các bác đỡ phải đi lại mua nhiều. Đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 10.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn đấy các bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái set 3 miếng mút rửa bát nhá. Đấy, miếng mút rửa bát 3 miếng nha. Đấy, một set 3 miếng này với giá sẽ là 10.000 thôi. Chỉ có 10.000, giá rất bình dân luôn. Lâu lắm thì bên nhà em mới về được cái mã hàng này, cũng rất nhiều bác hỏi này. Đấy, hôm nay tiếp tục về cái mã hàng này nhá. Đó là cái bộ bình 3 cốc. Đấy, bộ bình 3 cốc, một cái bộ này sẽ gồm có là một bình và 3 cốc và em báo giá luôn. Bộ bình 3 cốc này thì đợt này nó giá siêu tốt luôn. Về cái lô này giá rất tốt nhá, chỉ có 70.000 thôi cho một cái bộ bình 3 cốc này. Đây, một bộ này sẽ gồm có là một chiếc bình, một chiếc bình nhá, dung tích của nó sẽ là 500ml. Đấy, giữ nóng giữ lạnh trong vòng 12 tiếng rất ok luôn. Đấy, rồi là đi kèm cho bác là ba cái cốc này các bác nhá, ba cái cốc này luôn. Đấy, ba cái cốc này rất ok luôn. Đây, ba cốc này, bình ngon lành luôn nhá, và đi kèm là có ba cốc để các bác sử dụng nhá. Cái này thì ví dụ như các bác hay đi cắm trại này, đi câu cá này, rồi các bác đi chơi, đi sinh hoạt, đi du lịch này. Đấy thì mình mang cái bộ này đi cho em rất ok luôn. Đấy, mình pha chè, pha cà phê ở đây. Đấy, mấy người vài ba người ngồi nhâm nhi với nhau cốc cà phê, cốc chè rất hợp lý luôn. Rồi các bác sử dụng ở nhà cũng ok luôn nhá. Thì cái con sản phẩm này thì đấy, về các bác cho trà, cho cà phê rồi cho nước các thứ ở đây các bác pha thôi. Đấy, inox 304 này, su 304 các bác mở nắp ra nhìn bên trong luôn. Nắp rất là chặt nha, và còn nó có phần công tắc bật tắt này. Đấy, công tắc bật mở này. Các bác mua nếu mà nhiều khi được các bác muốn rót nước ra nhanh ấy thì các bác ấn vào đây cho. Đấy, ấn vào. Đấy, ấn vào. Sau đó các bác rót nước ra, nào khi ấn xong thì các bác lại thả nó về. Đấy, thả nó về là nó lại về vị trí ban đầu, là nó lại đóng kín lại luôn, rất ok luôn. Bình dung tích là 500ml nhá, 500ml, giữ nhiệt giữ nóng là 12 tiếng. Bộ bình bao cốc này giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, sẽ bao gồm là một cái bình như này và ba cái cốc luôn nhá. Cốc thì cũng rất là dày dặn chắc chắn luôn. Đấy, bên ngoài được phủ một cái lớp nhựa này chống nóng này. Ok luôn nhá. Đấy, ba cốc, ba chiếc cũng rất là xinh luôn. Bộ bình ba cốc nhá, bao gồm là một bình và ba cốc. Đấy thì bên em đang gửi bác giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ bình ba cốc này. Hàng này thì nó vẫn còn mới nguyên hộp nhá, thì các bác có thể mua về làm quà biếu tặng này, vừa mua về sử dụng cho em ok luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ là bộ bình ba cốc nhá, 70.000 cho một cái bộ bình ba cốc nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô bao tay lao động này. Đấy, các bác mua về sử dụng, mình dùng để lao động này, làm việc này. Đấy, rất là cần luôn nhá. Bên em sẽ bán theo đôi hoặc là bán một combo đều tùy các bác mua nhá. Thì một đôi này bên em đang bán lẻ là một đôi là 10.000 một đôi, là bao tay lao động. Còn các bác mua, nếu mà các bác muốn mua theo combo 5 đôi thì giá nó sẽ tốt hơn. 5 đôi thì giá sẽ là 40.000. Đấy, 5 đôi thì giá sẽ là 40.000 nhá. Còn một đôi này thì bên em đang bán lẻ là 10.000. Đấy, bao tay lao động có phần tráng cao su chống trượt này. Đấy, vải thì dạng vải cốt tông co giãn, các bác đi rất là vừa tay luôn. Tay to tay nhỏ là các bác đi hết nhá, vì nó là dạng co giãn mà. Đấy, đi rất là vừa tay. Các bác sử dụng là lao động này, làm việc này, làm vườn làm tược cũng rất ok. Mình đi cái đôi bao tay này vào nó bảo vệ cái đôi tay của mình nhá. Đấy, không bị xước sát va chạm, mà khi mà mình ví dụ bê những cái đồ đạc các thứ ra, bê những cái đồ nặng, đồ sắt thép là mình có cái đôi bao tay nó bảo vệ tay của mình nhá. Đấy, tránh tình trạng là có bị trượt hay nào cả, vì ở đây nó có phần cao su này, rất là ok. Đấy, các bác cầm nắm nó không bị trơn trượt nhá, không bị trơn trượt. Đấy, và đi rất là vừa tay. Đấy, hoặc là các bác đi mùa đông cũng được, mùa đông mình đi vào cho nó ấm tay cũng rất là hay. Đó. Một đôi này thì sẽ có giá là 10.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là phẩm là cái bao tay lao động nhá. Bao tay lao động một đôi này là 10k. Các bác lấy theo combo là 5 đôi.
thì giá nó sẽ là 40k nhá. Đây lên mã em sẽ là bao tay lao động này, bao tay lao động đó. Một đôi là 10k nhá, một đôi là 10k. Các bác lấy 5 đôi sẽ là 40k nhá, 40k. Đấy, nói chung một cái sản phẩm cũng rất là hay, các bác sử dụng trong cuộc sống hàng ngày thì rất là hợp lý luôn, mà giá nó bình dân là rẻ thôi. Một đôi 10.000, 5 đôi 40.000, bao tay lao động nhá, bao tay lao động. Cái này là cái bộ kim chỉ này, bộ kim chỉ thì các bác xài gia đình nhà mình dành cho các bác thích khâu vá này. Đấy, khâu vá may đo đúng rồi, các bác mua cho em cái bộ này về. Một cái bộ kim chỉ các bác dùng gia đình rất là hay. Một bộ này sẽ gồm có đầy đủ là kim này, đầu tiên là chắc chắn là phải có kim rồi. Rồi là bên trong này sẽ có là thước đo này, rồi là kim băng cúc kiếc đi kèm. Và đây cái hay này, cái này là xỏ vào trong ngón này. Đấy, cái này em không rõ cái gì nhưng mà trước là mẹ em là hay thêu gen là hay có cái này này. Đấy. Rồi là cái kéo cắt chỉ cái thứ này. Đó, bên dưới thì sẽ có là một cái combo chỉ nhá. Gồm có rất nhiều cuộn chỉ và rất nhiều màu khác nhau. Đấy, để các bác có thể là may vá các loại quần áo với các loại chỉ này, thì các bác có thể may tất cả các loại quần áo với các màu sắc khác nhau, không sợ nó bị lẫn chỉ hay là nó bị chỉ với lại quần áo nó khác màu nhau nhá. Đây, và những cái màu rất là hay luôn. Đó, nhiều màu sắc khác nhau này. Đấy, thì rất nhiều cuộn chỉ này về các bác xài. Đấy, thì một bộ này thì bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 à 30k đúng không nhá, 30k. Cứ lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái bộ kim chỉ. Đấy, bao gồm là cả kim và cả chỉ. Cả kim và cả chỉ bên dưới, kim kiếc các thứ đồ phụ kiện bên trên, đựng trong một chiếc hộp rất là xinh như này. Giá thì bình dân thôi, 30.000 đúng nhá. Đấy, đựng trong chiếc hộp rất là xinh, ngăn nắp gọn gàng, không lo nó bị rơi vãi các nhá, không lo bị rơi vãi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái bộ kim chỉ nhá, bộ kim chỉ. Bộ kim chỉ này. Bộ kim chỉ này thì đang có giá là đi 30k nhá, 30k. Đấy, 30k cho một cái bộ kim chỉ này. Chỉ có 30.000 thôi. Dùng rất là hay. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái khay úp cốc mạ vàng này. Đấy, các bác mua về để mình úp những cái cốc chén này mình vào cho nó sạch sẽ này và cho nó đẹp này. Đấy, con này chất liệu của nó là inox mạ vàng nhá, inox mạ vàng rất đẹp luôn. Đó, mạ vàng sáng choang luôn này. Đấy, mạ vàng sáng choang có phần tay sách nhá, thì các bác có thể sách mang đi mang lại mà chỗ nọ chỗ kia được. Và đi kèm thì sẽ có đi kèm luôn các bác là một cái khay này nữa, một cái khay bên dưới để nó hứng những cái nước thừa. Đấy, các bác dắt cái khay này vào đây. Và khi mà các bác úp cái cốc vào đây thì cái nước thừa nó sẽ rơi xuống dưới này và nó sẽ hứng nhá, có cái đĩa này hứng và lúc nào dọn thì mình lại lấy cái đĩa ra mình đổ nước đi là xong. Đấy, rất là ok, có thể tháo ra để vệ sinh. Và một cái khay này các bác úp sẽ được là 6 chiếc cốc mà. Và những cái cốc dài là các bác có thể úp thoải mái. Con này thì chiều cao nó rơi khoảng tầm cái phần úp cốc này rơi khoảng tầm 15cm nhá. Nên là các bác úp những cốc dài thoải mái cho em luôn. Đấy, úp vào nó khô ráo sạch sẽ mà nhìn nó sang nó đẹp. Đấy, nói chung là các bác sử dụng để trong gia đình nhà mình này, phòng khách, phòng ăn các thứ này, sạch sẽ tiện nghi mà nó sang trọng lịch sự, các bác có thể xách mang đi mang lại này, rất tiện dụng luôn. Giá thì bình dân thôi. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm cái khay úp cốc mạ vàng nhá. Đấy, khay úp cốc mạ vàng. Bên em đang gửi bác một cái giá sẽ là 90k nhá, 90k. Lên mã em sẽ là khay úp cốc mạ vàng nhá, khay úp cốc mạ vàng. Với giá sẽ là 90.000 một chiếc khay úp cốc mạ vàng, là rất là đẹp luôn đây. Và cùng ngắm lại lần nữa này, quá đẹp luôn. Sang trọng lịch sự nhá, mạ vàng quá ok luôn này. Đó, đẹp không? Rất ok, sáng bóng luôn nhá. 90k một chiếc nhá. 90k một chiếc khay úp cốc, giá rất hạt rẻ luôn. Cái bộ điều khiển từ xa. Đấy, hiện tại thì em đang có hai cái mã điều khiển, đó là một bộ ổ cắm này, cái loại ổ cắm, và một loại đó là bộ đấu nối. Đấy thì em sẽ đi vào quay chi tiết nhá. Các bác nào cảm thấy ưng mã nào thì các bác cứ liên hệ bên em sẽ gửi bác qua đấy nhá. Đấy, mã đầu tiên sẽ là mã ổ cắm này. Mã ổ cắm này thì đây, nó là dạng ổ cắm trực tiếp, thì cái này thì dùng rất là tiện thôi. Về là các bác cứ lấy cái cục này, các bác ghim trực tiếp vào nguồn 220 cho em này. Đấy, đây. Ghim trực tiếp nguồn 220 vào cái phần này là các bác cắm cái thiết bị các bác muốn điều khiển vào, ví dụ như là bóng đèn, tủ lạnh, rồi là những cái thiết bị điện này mình. Các bác cắm vào đây và các bác muốn điều khiển thì các bác lấy cái tay điều khiển này, gạt xuống, bấm on là bật, off là tắt, có thế thôi. Đấy, chỗ nào ở xa thì các bác kéo lên để các bác tăng cái độ nhạy của nó lên nhá. Con này thì cái khoảng cách điều khiển của nó sẽ là 1 km nhá. Đây, cái thông số nó này. Thông số nó này. AC 75 đến 265V này, công suất của nó sẽ là vào 30A nhá, 30A, và cái khoảng cách điều khiển của nó là từ 100m cho đến 1 cây số nhá. Đấy, từ 100m cho đến 1000m. Đó. Tối đa là 1 km nhá. Đấy, tối đa được 1 cây số nhá. Rất là hay luôn. 1 cây số là trong điều kiện là không có vật cản. Ở trong điều kiện không vật cản nhá, không vật cản. Đấy thì nó sẽ điều phát huy hết cái công suất công năng của cái sản phẩm này. Đó. Ở đây có cả cái nút vật lý này.
Cái này là báo giá bác luôn. Hôm bữa trước là em đang bán là 280.000. Đấy, lên mã em sẽ cái ổ điều khiển từ xa nhá. Ổ điều khiển này, ổ điều khiển từ xa. Con này bữa trước đang bán là 280.000, hôm nay em giảm giá xả kho cho bác luôn. Bán nhanh các bác dễ mua này. 280.000 em giảm mua cho bác chỉ còn có 240.000 thôi. Bao ship tận nhà luôn. Đấy, 240.000. Và bên em bao ship tận nhà vì cái này trên 200 thì em bên em sẽ bao ship cho bác luôn. Đấy, 240.000 bao ship tận nhà các bác nhá. Đấy là cái bộ ổ cắm. Bộ ổ cắm các bác nhá, bộ ổ cắm này. Đấy, bộ ổ cắm và đây là cái bộ đó là cái bộ đấu nối này. Bộ đấu nối này thì về là các bác phải đấu nối. Với cái bộ đấu nối này thì nó ưu tiên những thiết bị cố định. Còn cái bộ ổ cắm này thì nó ưu tiên đến những thiết bị mà di động. Các bác di động hay di động thì các bác nên dùng cho em cái bộ ổ cắm này. Còn bác nào mà những cái thiết bị nó cố định sẵn rồi thì mình có thể mua cái bộ này. Về thứ nhất là giá nó bình dân. Và thứ hai là nó mình không di chuyển nhiều thì mình có thể dùng cho em cái bộ này. Vì đôi lúc các bác tháo ra cái bộ này hơi lằng nhằng. Đấy. Nói chung là thường thường là cái bộ đấu nối này thì về các bác cứ lắp cố định để chết một chỗ là ok. Đây. Bộ này sẽ gồm có là một cái cục nguồn điều khiển như này nhá. Đấy, cục nguồn Modian và một cái tay điều khiển nha. Thì nó cũng như kia thôi, nhưng có cái là bộ này là về các bác phải đấu nối nhá. Đấu nối thì nó sẽ có sơ đồ trên cái cục nguồn như này rồi. Đấy, con này thì về cái công suất, công năng sử dụng nó cũng đúng như cái con kia thôi. Công suất thì cũng của nó là 30A và cái khoảng cách điều khiển là 1 cây số nhá, khoảng cách điều khiển 1 cây số. Nói chung là nó đúng như con này luôn. Hai con nó là cùng một mẹ ra. Chỉ có cái khác là một loại là ổ cắm và một loại là đấu nối nhá. Một loại là đấu nối thì con này là con đấu nối đây. Thì nó sẽ có là 1, 2, 3, 4. Thì 1, 2 là vào điện nguồn 220. Và 3, 4 thì các bác sẽ câu ra những thiết bị các bác muốn điều khiển. Ví dụ như là máy bơm rồi là bóng đèn các thứ ra. Các bác muốn điều khiển và các bác câu ra rồi thì các bác cứ dùng cho em cái nút này. Là các bác bấm thôi, ở đây có ốc vít này các thứ này. Về các bác tháo ra sau đó là các bác đấu dây vào là các bác xài nhá. Đấu dây vào là xài thôi. Đấy, đấu dây vào những cái thiết bị điện các bác muốn điều khiển là các bác xài. Đấy, đây là cái tay điều khiển này. Có phần anten này các bác rút lên rút xuống. Đấy, tăng cái độ nhạy của sản phẩm lên nhá. Con này thì em báo giá luôn. Con này giá của nó sẽ là đi 160.000 thôi nhá. 160.000 thôi. Này em cũng xả kho luôn cái mã này. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái ổ điều khiển từ... ổ điều khiển đấu nối nhá. Đấy, cái loại ổ điều khiển đấu nối này. Ổ điều khiển đấu nối này. Ổ điều khiển đấu nối nhá. Cái này thì còn có 160.000 thôi. Đấy, bữa trước cái con này đang bán là 220.000 đấy. Đợt này em đang giảm giá xả kho luôn, chỉ còn có 160k. Đấy, chỉ có 160k cho mỗi con ổ điều khiển đấu nối. Còn cái con ổ cắm là 240. Đấy, ổ cắm là 240, đấu nối là 160 nhá. 160 là bên em không bao ship nhá, vì cái này nó dưới 200 và giá nó cũng rất là rẻ rồi. Bình thường là các bác ra những cái chỗ khác là đang bán là hơn 200 một bộ đấy. Thì đây, em sẽ quay cho bác lại một lần nữa này. Đây là con ổ cắm này. Còn đây là con đấu nối này. Đấy, là nó có những cái lỗ ốc để về các bác đấu nối này. Còn cái con này ổ cắm là về là các bác chỉ việc cắm thiết bị vào đây thôi là các bác xài. Đấy thì về tùy nhu cầu sử dụng mà cái công năng các bác cần, những cái sản phẩm nó như thế nào thì các bác cứ liên hệ bên em sẽ hỗ trợ tư vấn và cũng như là chốt đơn cho bác nhá. Đó, thì đây hai bộ đây, ổ cắm đây, đấu nối đây. Thì giờ em sẽ test bác xem thực tế về cái sản phẩm xem nó dùng như nào có nhá. Đây nhá, ở đây thì em đang có một cái quả bóng đèn thì em sẽ test bác xem nhá. Đây em sẽ hướng dẫn quay cho bác về cái quy cách lắp đặt này. Thì cái ổ này về các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện nguồn 220, còn cái ổ ra thì các bác cắm thiết bị các bác muốn điều khiển. Ở đây thì em đang cắm cái quả bóng đèn thôi nhá. Giờ em sẽ cắm test bác coi. On này, off này, on này, off này, on này, off này. Mỗi lần các bác bấm thì nó sẽ kêu tạch một cái này. Đấy, các bác nghe rõ, nó kêu tạch cái nhá. Đấy, và khi mà bấm thì nó lên nguồn. Lên nguồn thì hiện tại nó đang báo nguồn đang vào thì sẽ là nguồn xanh. Còn các bác tắt đi thì nó sẽ báo nguồn đỏ tức là đang ngắt. Đấy, và cái nút này các bác vẫn có thể bấm luôn nhá. Trong điều kiện mà các bác không tiện cầm điều khiển thì mình có thể bấm cái nút này. On này, sáng này, off này, tắt này, on này, này. Đấy, là các bác bấm cái nút này cũng được luôn. Hoặc các bác cũng có thể bấm bằng điều khiển. Đấy, tùy nhu cầu nhá. Rất là hay luôn. Cái này là em đang điều khiển bằng điều khiển nhá. Còn không các bác có thể điều khiển bên kia. Đấy, rất là tiện dụng. Các bác có thể điều khiển các thiết bị như máy bơm này. Rồi là những cái đồ điện, đồ gia đình nhà mình. Nói chung là những cái thiết bị liên quan đến điện nóm là các bác xài cái con này rất hay. Đó thì em nhắc lại một lần nữa nhá. Nhắc lại một lần nữa này. Cái ổ điều khiển, cái bộ ổ cắm điều khiển từ xa thì giá của nó sẽ là 240.000 các nhá, 240k là một bộ như này, là một cái ổ cắm các nhá. Còn cái bộ đấu nối thì đây về là các bác phải đấu nối vào thì bộ này thì sẽ là 160k các nhá, 160k. Đấy là tùy nhu cầu. Về các bác xem
cái mình cần nó đang dùng là như thế nào. Đấy thì cái con đấu nối thì ưu tiên đến thiết bị cố định, còn những cái con mà ổ cắm thì nó ưu tiên cho những cái thiết bị di động nhiều hơn các bác nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ bóng tay ví nâu này. Đấy, bộ này về các bác sử dụng gia đình, dùng cả gia đình nhà mình luôn, phụ nữ này, rồi là đàn ông dùng được hết luôn nhá. Đấy. Ở đây sẽ có các loại bóng tay này, ba cái bóng tay này, rồi là kìm kìm kéo cắt ra chết này, rồi là có phần rũa mài móng này, rồi là zip giếc lấy dây tai, nặn mụn các thứ, các đồ đầy đủ trong một cái bộ luôn. Đó, đựng trong một chiếc hộp da nhá, rất là xịn sò. Đó, có phần hoa văn thiết kế cực kỳ đẹp. Nói chung là về các bác sử dụng xài gia đình, bộ này cho em rất là ổn áp luôn đấy. Bộ này thì giá bình rất là rẻ thôi, chỉ có là đi 40k một bộ nhá. Cứ lên mã đi em sẽ được cái sản phẩm là cái bộ ví nâu. Đấy, bộ bấm móng ví nâu nhá. Bộ bấm móng ví nâu này. Đấy, bộ bấm móng ví nâu. Bấm móng ví nâu nhá, ví nâu. Ví nâu này thì đang bán bác là sẽ là 40.000 cho một bộ này. 40k thôi, chỉ có 40k cho một cái bộ bấm móng ví nâu nha. 40k một bộ. Đấy. Đầy đủ các phụ kiện về các bác xài, bấm móng rất là sắc bén. Đấy, rồi là rũa giếc, zip đồ, kéo cắt lấy ra chết đầy đủ trong một cái bộ luôn. Về đàn ông, đàn bà, đấy, người lớn, người già, trẻ em dùng cả gia đình như mình luôn nhá. Đấy, dùng cả gia đình luôn, bộ này là quá ok rồi. 40k nhá các bác nhá. 40k. Lên mã em sẽ cái bộ bấm móng ví nâu các bác nhá. Bấm móng ví nâu là 40.000 một bộ này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái con máy vít chạy pin này. Đấy, cái này em báo giá bác luôn nhá, báo giá luôn. Lên mã em sẽ cái con máy vít pin. Đấy, máy vít pin này. Máy vít pin này thì đang bán bác là 130k. Đấy, con này cũng các bác dùng gia đình là quá hợp lý, rồi là các bác thợ thuyền dùng con này cũng ok luôn. Đấy, đây, một con máy vít chạy pin, hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Một cái con sản phẩm này sẽ gồm có là một cái máy này, đấy, một cái máy này. Có pin tích điện trong này sẵn rồi. Và đây là cái cổng sạc của nó, hết pin thì các bác lại lôi ra các bác sạc. Con này nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Về các bác có cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác cắm là các bác sạc thôi. Đi kèm bên trong thì sẽ có là một cái dây cáp sạc nha. Đấy, đây một đầu các bác cắm ở đây. Và một đầu các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc pin cho nó nhá. Lúc nào hết pin thì mình lại lôi mình sạc. Đấy, đầy pin thì mình lôi ra mình dùng có thế thôi. Và đi kèm là sẽ có luôn các bác là hai cái đầu vít. Đấy, bên công ty có kèm trong hộp luôn là hai cái đầu vít này, một cái đầu dẹt và một cái đầu ba ke để các bác xài luôn đây. Một đầu dẹt này, một đầu ba ke này, đầy đủ ngon lành, về các bác có cái xoáy luôn nhá. Đấy thì các bác dùng đầu nào thì cắm đầu đấy vào, sau đó các bác bật máy lên là các bác xài thôi. Ở đây sẽ có hai nút bấm là một nút vào và một nút ra nhá. Nút vào này, nút ra này, vào này, ra này, có thế thôi. Rất là hay, dễ dàng dụng nhá. Con này cái vòng tua này, cái vòng tua, vòng khởi, vòng tua của nó rất là khỏe nhá. Đây em đang ấn rất mạnh này. Đấy, nhưng mà nó cũng rất là khỏe, nó cái lực đẩy nó kéo lên rất khỏe nhá. Có xoáy rất ok luôn. Đấy, sử dụng xoáy những cái đồ điện, đồ dùng gia đình, anh em thợ thuyền xoáy những cái tác vụ cơ bản, con này thì quá là ok rồi. Đấy, nhẹ nhàng tình cảm. Đấy, vừa tay, cầm vừa tay nhá, cầm vừa tay này. Đấy, cầm rất là vừa tay nắm của mình, rất là hay luôn. Thiết kế chắc chắn, chất lượng. Đấy, có pin sạc tích điện, hết pin thì các bác lại sạc và lại xài có thế thôi. Sử dụng nguồn là nguồn 5V nhá, nguồn 5V. Lên mã cho em sẽ là bảo mấy con máy vít pin. Đấy, có đi kèm cả đầu vít cho bác về các bác xài luôn. Với giá sẽ là 130.000 một chiếc nhá, 130k. Lên mã cho em sẽ là con máy vít pin 130.000 một cây. Sản phẩm đũa Nhật 10 đôi này, sản phẩm đũa Nhật 10 đôi thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác giá sẽ là 40k nhá. 40k. Đây. Em viết bên đó. 40.000 nhá, 40k. Đấy, 40k cứ lên mã em sẽ sản phẩm là cái đũa Nhật. Đấy, đũa Nhật nhá. Một cái vỉ đũa Nhật này thì sẽ gồm có cho bác là 10 đôi. Đấy, 10 đôi đũa Nhật. Cái này thì chất liệu nó là từ sợi thủy tinh nên là các bác dùng yên tâm là không lo nó bị nấm mốc hoặc là cong vênh. Đấy, cái ưu điểm của sản phẩm này là không lo nấm mốc và không lo cong vênh nhá. Đấy, thiết kế cực kỳ là chất lượng luôn. Cái này anh em cũng đã dùng rồi. Đấy, các bác cứ mua cho em khoảng tầm 4-5 vỉ về mình thay một loạt cả cái đũa nhà mình đi. Nhìn thứ nhất là nó đồng bộ, thứ hai là đẹp, mà thứ ba là dùng nó chất lượng nhá. Đây. Đấy. Nhiều bác hỏi là đũa này gấp có trơn không thì các bác yên tâm đi, đũa gấp cực kỳ ok luôn. Đũa gấp không trơn đâu nhá, gấp rất là ngon. Cứ ngắm miếng nào là gấp chúng mới đây luôn, không trượt miếng nào đâu. Đấy, rất là hay. Một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Chất liệu là từ sợi thủy tinh nhá. Đấy, không bị nấm mốc và không bị cong vênh các bạn, không bị nấm mốc và không bị cong vênh. Đũa nhìn rất là sang, thiết kế rất là đẹp, sang trọng lịch sự nhá. Một vỉ 10 đôi này với giá sẽ là đi 90k nhá. 40k thôi các bác nhá. 40k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá. 40k một vỉ. Máy sấy tóc thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này. Máy sấy tóc công suất 3.500W, các bác sử dụng gia đình con này thì rất hợp lý luôn. Đấy, lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá, công suất sẽ là 3.500W. Con này nó sử dụng điện 220,
Có hai công tắc nhá, một công tắc chỉnh gió này và một công tắc là chỉnh độ nóng. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe, rất là êm. Đấy, nói chung là các bác dùng gia đình cái con này rất hợp lý. Cái công suất này nó là cái công suất mà sử dụng gia đình này. Đấy, bình thường là các bác dùng những con công suất lớn ấy thì có khi lại là dùng nó lại hơi lãng phí hoặc là tốn điện. Đấy, hoặc là dùng những cái con mà nó nhỏ quá thì mình sấy nó lại không đã. Đấy thì nói chung là đối với cái sản phẩm này là công suất 3.000W là dùng gia đình là hợp lý lắm này. Đấy, công suất vừa đủ để các bác xài nhá, không to quá, không nhỏ quá, vừa ok luôn. Có hai công tắc, một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng, thì nó có những cái cấp độ công tắc ở đây, thì về các bác điều chỉnh hai công tắc nào cho em là xong. Dây nguồn về cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đấy, máy chạy khỏe rất là êm. Có phần đèn nhá, có phần đèn hồng ngoại đấy, giúp diệt khuẩn các bác nhá, diệt khuẩn rồi là sấy tóc các nhá, sấy tóc, sấy đồ. Nói chung là ok, sử dụng ngon lành, chất lượng mà giá đi hạt rẻ bình dân thôi, chỉ có 150.000 nhá. Cứ lên mã em sẽ là cái máy sấy tóc nhá, máy sấy tóc đang bán với bác giá sẽ là 150k cho một cái cây máy sấy tóc nha, chỉ có 150.000 thôi. Đấy, 150k một cây. Lên mã em sẽ là cái cây máy sấy tóc nhá, 150k một cây máy sấy tóc này, sử dụng nguồn 220 và công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, dùng gia đình là rất là hợp lý. Đấy, thiết kế cực kỳ chắc chắn, cầm rất là chắc tay. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái phích cắm diệt, báo giá luôn này. Đang bán với bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt, nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân diệt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân diệt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá, đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tuyếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tuyếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tuyếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó cái lọ keo đa năng. Đấy, lọ keo đa năng, lên mã em sẽ cái lọ keo đa năng này. Lọ này thì bên em đang bán khá là nhiều rồi. Một tuyếp này thì cũng có trọng lượng là 60g. Đấy, về các bác dán đa năng cho em. Đấy, dán các kiểu loại, dán gỗ, dán sắt các thứ rồi, dán đồ trên tường, dán đồ dưới đất các thứ cho em ok luôn. Nó là dạng keo trắng nhá. Con này thì về các bác sử dụng là các bác chỉ việc xoáy nắp, mở một lỗ các bác dán thôi. Đấy, bơm lượng keo các bác dán nhá. Và lưu ý em là các bác để trong vòng 24 cho đến 72 giờ thì nó sẽ khô keo. Và khi mà nó khô rồi thì nó cứng đúng như là bê tông luôn. Nó cứng hơn bê tông còn đục có được, nhưng con này không đục luôn, nó cứng như đá các bạn. Cứng lắm, nó khô và nó cứng dã man luôn. Đấy, bên em đang bán giá thành hạt rẻ lắm, các bác dễ mua cực kỳ luôn. 20.000 thôi nhá, 20k. Lên mã em cho cái lọ keo đa năng này. Bên em đang bán một lọ keo đa năng nha, với giá sẽ là 20k một lọ nhá. 20k trên một lọ. Và các bác lấy 3 lọ. Đấy, 3 lọ keo thì giá sẽ là 50k. 3 lọ 50k, còn lấy một lọ tính giá lẻ là 20k. Còn lấy combo 3 lọ này là sẽ là 50.000 cho combo 3 lọ keo đa năng nha. Dùng cực kỳ ok luôn đấy. Cái này thì bán khá nhiều rồi. Sản phẩm rất là chất lượng luôn nhá. 20.000 một lọ keo đa năng nhá. Mà 50k cho 3 lọ. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ, kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Omoneo công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đó, thực tế về sản phẩm nó rất là chắc chắn luôn. Đó, dán cực kỳ ok. Đấy, keo đa năng 20.000 một tip một lọ nhá. Còn nếu các bác lấy 3 lọ thì sẽ tính giá 50.000. Cái vòi xịt vệ sinh. Đấy thì bữa trước rất là nhiều bác chưa mua được. Đấy, hôm nay các bác tranh thủ chốt nhanh luôn các nhá. Chốt nhanh luôn. Đấy, số lượng có hạn và sản phẩm thì tiếp tục về lô mới. Hàng này nói chung là về chất lượng thì cực kỳ đảm bảo để các bác sử dụng rất ok rồi đây. Rất ok rồi. Đấy, sản phẩm thì cực kỳ đảm bảo các bác luôn nhá. Bộ vòi xịt
vệ sinh để về các bác lắp đặt vào cái phòng vệ sinh nhà mình thôi nhá. Đấy, để sử dụng ok. Chất liệu thì toàn bộ sẽ là inox 304. Đấy, chất liệu inox 304. Hàng của thương hiệu Osaka, Osaka Japan này. Đấy, đến từ thương hiệu Osaka Japan. Inox 304 100% nha. Đây em sẽ view cho bác chi tiết này. Một cái bộ sản phẩm này thì trong trong một bộ này sẽ gồm có đầu tiên là một cái tay xịt với nhá, một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt. Đấy, cái phần bóp nó rất là êm và cái lực xịt nó rất là khỏe nhá. Đấy, con này thì dùng quá ok, các bác nhìn phần inox này. Cực kỳ dày luôn. Gen của nó vào sẽ là gen 21 nhá. Đấy, gen nó vào sẽ là gen 21. Và đi kèm là một cái sợi dây các bạn. Dây thì sẽ là dây inox 100% luôn, dây chống gập chống rối nhá. Gen ở hai cái đầu này cũng là gen 21 để về các bác kết nối vào nguồn nước như mình. Đấy, hầu như bây giờ người ta toàn dùng gen 21, nó là cái gen mã phổ thông nhất rồi. Đấy, và tiếp theo nữa là một cái bộ đế cài. Đấy, đế cài nhá. Và trong bộ đế cài này đi kèm luôn các bác là sẽ có là cả ốc vít luôn. Đấy, về là các bác có ốc vít để bắt luôn. Các bác chỉ việc là khoan em hai cái lỗ, sau đó các bác đệm hai con nỏ vào là các bác bắt cho ốc vít vào là xài thôi. Đây là cái giá đỡ, cái đế cài của nó nhá. Ốc vít bên em làm thì sẽ làm luôn cho bác, sẽ ốc vít bằng inox luôn. Đấy, nên là full bộ bằng inox luôn nhá. Những con ốc vít bằng inox này thì các bác xài là ở trong cái điều kiện mà ví dụ nhà vệ sinh, nhà tắm nó hay bị ẩm ướt ấy, thì các bác xài không lo nó bị gì các bạn, không lo gì, nói chung là cực kỳ chu đáo luôn. Đây, full combo một cái bộ sản phẩm này đó. Tay xịt này, dây này, rồi là giá đỡ ốc vít đi kèm. Đấy, một cái bộ này thì hiện tại em đang gửi bác một cái mức giá rất là hợp lý để các bác rất là dễ mua luôn. Hàng Su 304 đấy, Osaka Japan. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 100k một bộ nhá, 100k một bộ. Lên mã cho em sẽ là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, vòi xịt nhà vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh này. Đó, giá đang bán là sẽ là 100.000 cho một cái bộ vòi xịt vệ sinh nha. Đấy, 100.000 cho một bộ vòi xịt vệ sinh. Một cái lưu ý nhỏ nhỏ khi mà các bác lắp đặt cái sản phẩm này thì những cái phần gen này này thì các bác bổ sung cho em một ít cái băng keo non ấy. Đấy, bổ sung ra quán mua cho em một ít cái băng keo non về các bác bổ sung trên một chút để khi mà các bác lắp đặt thì nó sẽ kín hơn. Đấy, nó kín hơn nhá, nó không bị chẳng may là nó các bác xoáy nó không đủ lực rồi các thứ là nó về sau này các thứ là nó đỡ bị giò nước hay là ảnh hưởng nhá. Mình cứ bổ sung cho em ít băng keo non vào thì khi mà các bác dùng nó sẽ bền hơn nhá, nó bền hơn mà cái gen, cái giò của nó sẽ đảm bảo hơn, cái gen nó sẽ đảm bảo hơn các nhá. Đó thì là 100.000 các nhá, 100.000. Toàn bộ là sẽ inox 304, các bác cứ nhận hàng kiểm tra, sau đó là các bác test nam châm cho em thoải mái luôn. Đấy, test nam châm cho em thoải mái, cam kết các bác là inox 304 100% nhá, 100k một cái bộ vòi xịt vệ sinh nha. Và các bác xem về cái con sản phẩm, cái con vòi xịt nhà em đang sử dụng nhá. Đấy, con vòi xịt nhà em đang sử dụng này, đó cũng đang sử dụng luôn, cực kỳ ngon nhá. Đây nhà em không có cần tăng áp tăng nhiệt gì nhưng mà vòi xịt ra rất là đều luôn. Đấy, tia nước ra rất là thẳng nhá, đó xịt ra rất đều, nói chung là cực kỳ là ngon, xịn sò chất lượng nhá, inox 304. Đấy, hàng thì bóp này, các bác nhìn này, bóp nó rất là êm luôn nhá. Đấy, bóp nó rất là êm luôn. Đấy, bóp rất là êm, rất là nhẹ nhàng tình cảm luôn. Đó, đây, xịt ra nước này rất là đều, rất là khỏe nhá. Đó, một cái con vòi xịt nhà vệ sinh. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Đó, kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là
các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em, rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt đấy, một dạng đèn pin đa năng đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay rất là tiện luôn đó. Em sẽ đo về phần kích thước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18 cm nhá, 18 cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây, bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9 cm rưỡi, gần 10 cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10 cm, bản rộng là 10 cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13 cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13 cm. Đấy, chiều cao là 13 cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn, đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này, các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng. Thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá cái này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy. Đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây, có nháy cảnh báo SOS nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy. Thì hay có nháy kiểu đèn này. Gọi là đèn, nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi, đó, thì bên này nó có ba cái chỗ sáng cơ bản. Nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây, đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa, các bác nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn bằng một cái đèn này thôi, các bác nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bạn nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, cột điện này, đấy, sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này, các bạn nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy, sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây quay xem này, đây, các bạn nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bác nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử cho em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn, riêng với cái dòng đèn pin này. Nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy, cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm, ăn nước. Rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa?
Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, sẽ bật bên này cho em. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con này pin em đang đi này. Đấy, các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây. Các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết rồi này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy là về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn. Em lên luôn bác mã hàng, đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Đây mã em sẽ là cây bút lấy dấu bằng đồng nhá. Em báo giá bác luôn. Giá tại bên em đang bán một cây bút lấy dấu này là 40k một cây nhá. 40.000. 40k một cây bút lấy dấu. Hàng bằng đồng luôn, lấy nhẹ nhàng tình cảm lắm. Đây. Sẽ lấy thử bác xem lấy một cây này. Bắn phát nào là ăn phát đấy luôn. Bắn cực kỳ mạnh và nó rất là nhẹ, thao tác rất là dễ dùng nhá. Đây em sẽ lấy bác xem nhá. Đây. Đây em lấy một cái gỗ này. Các bác nhìn này, ấn nhẹ cái này. Đấy, ấn nhẹ cái là tự động nó sẽ ăn được ngay. Đó, lấy phát nào là phát đấy luôn, các bác nhìn này. Lỗ luôn nhá. Đấy, các bác có thể lấy trên mọi vật liệu cũng như là gỗ này rồi là sắt, thép, nhựa, nhớt các kiểu này. Đấy, lấy dấu để các bác khoan đục rồi là các bác đánh dấu để cho mình lấy dấu mình làm cái vị trí chính xác nhá. Đấy, nó không trượt phát nào luôn nhá. Rồi, lên mã em sẽ sẩm là cây lấy dấu nhá. Hiện tại em đang bán một cây lấy dấu này là đi 40k nhá. 40.000 một cây lấy dấu bằng đồng. Hàng dùng thích lắm, ok lắm. Đấy, nói chung là mình bác thợ thuyền gia đình nên có mỗi nhà một chiếc này, dùng tiện này. Đó, dùng hay lắm. Tiếp tục về số lượng lớn cái dòng bóng 3W. Được sự hưởng ứng bảo ủng hộ của bác thì tiếp tục lại về. Đấy, giá tốt mà sản phẩm dùng ok quá luôn thì các bác ủng hộ rất là nhiều. Bóng 3W nhá. Con này thì cái công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 3W thôi. Thì bác có thể là sử dụng lắp ở đầu đường, đầu cổng này, đường đi đối lại này, hoặc là các bác sử dụng làm đèn ngủ cũng ok. Đấy, rồi là mình có thể là thắp qua đêm mà không sợ tốn tiền điện nhá, vì cái công suất nó chỉ có 3W thôi, nó rất là nhỏ và cái ánh sáng nó vừa đủ để các bác có thể sử dụng nhá. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, dòng chip LED siêu sáng nhá, tiết kiệm điện, đuôi sẽ là đuôi xoáy và giá thì hợp lý nữa. Thì em đang bán một cái quả bóng đèn 3W này giá chỉ có 10k thôi, 10k giá quá rẻ luôn nhá. Bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W giá bên em đang bán là 10k một quả bóng đèn 3W nha. Rồi tiếp theo thì em lên luôn với bác mã hàng, đó là cái dây sạc nhá. Đây em sẽ là sản phẩm là dây sạc ba đầu này. Đấy, dây sạc ba đầu hoặc là dây sạc cam đều được nhá. Đấy, dây sạc cam hoặc là dây sạc ba đầu. Đợt này nó về cái lô này hàng xịn lắm, hàng là bên ngoài đều được bọc một lớp silicone chống gập chống gãy nhá. Các bác có thể là uốn éo các kiểu này, thả ra nó lại bình thường. Đấy, nó dòng bọc silicone nhá. Đấy, và nó sẽ gồm có là một nguồn vào, đây, nguồn vào đây. Nguồn vào thì sẽ là cổng USB và nguồn ra này. Đấy, nguồn ra thì sẽ là ba chân nhá, ba chân luôn. Ba chân, một chân Type C này, một chân micro USB và một chân
Lightning. Đấy thì các bác có thể sạc đa dạng các loại máy, ví dụ như là Samsung, iPhone, Oppo, rồi là Vivo, LG, Motorola, rồi là Nokia, các loại điện thoại luôn. Đấy. Nói chung là ba cái chân này hiện tại đang là ba cái chân phổ thông nhất trên thế giới, và cũng đang rất là nhiều những người dùng, cũng như là những cái hãng nổi tiếng đang dùng cái chân này thì hiện tại đang có mặt trên cái dây sạc luôn, là về các bác sạc đa năng được các loại máy nhá. Đó. Và dây nguồn vào thì cắm vào cái cổng USB này mình là xong. Đây em sẽ cắm cho bác xem này. Con này khi mà cắm lên nó còn có cả đèn báo cơ, nên là hay lắm. Đây em cắm cho bác xem nhá. Đây. Có thấy không? Nó lên cả đèn báo luôn này. Đây, lên đèn báo từng dây một luôn nhá. Từng dây một đều có đèn báo luôn nhá. Đấy, có cả đèn báo luôn. Đó, đèn báo sáng. Cái này là em đang quay ở trong đây, có nhìn này. Đấy, dây tối em đang on này. Đó, thấy không? Nó lên đèn luôn nhá. Rất là hay luôn, có cả đèn luôn nhá. Đầy đủ luôn. Dây đều được, phần đầu này đều được gia cố bằng kim loại, cái loại thép chống rỉ nhá, rất là cứng cáp, chắc chắn, không lo gập gãy nhá. Dây bọc silicon, không bị rối rồi không bị gập gãy gì cả, dùng cho em thoải mái đi. Dây này thì nói chung là dùng thì siêu bền rồi. Và dây nó dài lắm, dây khá là dài đấy. Dây chắc khoảng tầm, nói chung là khoảng tầm là đi, đợi chút điểm đo này, nó rơi vào khoảng tầm 1m2 quá. Dây này là 1m2 nhá, dây 1m2, dây khá là dài luôn. Lên máy em sẽ là phẩm là dây sạc 3 đầu nhá. Bên em đang bán một cái dây sạc 3 đầu này là đi dây sạc 3 đầu này, dây sạc cam nhá, dây sạc cam đi. Dây sạc cam giá em đang bán là 40k nhá, 40k. 40.000 một cái dây sạc cam này. Giá này gọi là giá siêu siêu tốt luôn đấy. Thị trường đang bán một cái dây này khoảng tầm 5-60.000 một dây đấy. Bên em bán được 40.000 thôi. Giá quá rẻ, dễ mua này. 40k nhá, dây sạc cam 40.000 một dây. Đó. 3 đầu sạc đa năng. Đấy, phích cắm dẹt nhá. Lên mai em sẽ là phích cắm dẹt này. Dòng phích này để chuyên về các bác cắm cho những cái dòng ổ điện Nhật của nhà mình đang sử dụng nhá. Đấy, dòng này thì chân sẽ là chân đồng. Đấy, dòng ổ cắm chống va đập, chống vỡ. Đấy, và chân của nó sẽ là chân dẹt và chân đồng luôn. Đó. Con này nói chung là chắc chắn lắm, dùng ok. Và bán rất là nhiều rồi. Bữa trước thì rất là nhiều bác đang mua nhiều hết hàng thì chưa mua được, thì hôm nay các bác tranh thủ mua luôn nhá. Đấy, số lượng thì có hạn và giá thì vẫn đang rất là bình ổn để phục vụ bác luôn. Đấy, em báo giá luôn nhé. Lên mãi giúp em sẽ là sản phẩm là phích cắm chân dẹt này. Giá tại bên em đang bán một chiếc phích cắm chân dẹt này là đi 10k thôi. Chỉ có 10.000 nhá. 10k cho một chiếc phích cắm chân dẹt này. Chân rất là chân đồng và giá thì cũng rất là rẻ luôn. 10k một chiếc nhá. Đấy. Về là các bác cắm chuyên vào những cái ổ điện Nhật. Đấy, ổ điện Nhật là người ta hay dùng những cái chân dẹt, nên là nhiều khi là Việt Nam mình là cứ hay dùng cái chân tròn, nó khó cắn lắm. Thì các bác mua con này về các bác đấu cái dây thì mình các bác cắm ổ điện Nhật là xong. Đấy, con này là về đấu dây là dùng nhá. 10.000 một chiếc nhá. Lên mã cho em sẽ là phích cắm chân dẹt. Đấy, phích cắm chân dẹt. Giá bên em đang bán sẽ là 10.000 một chiếc này. Chân sẽ là chân đồng nhá. Đấy, chân sẽ là chân đồng. Rất ok luôn. Giá hạt rẻ, rất dễ mua. 10k một chiếc nhá. Đó là cái đầu bắn tôn của Makita này. Đấy, lên mã cho em sẽ là cái đầu bắn tôn của Makita nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Makita Achi Japan này. Một cái vỉ này thì sẽ là 10 đồng. Đấy, và bên em sẽ bán theo cả vỉ và sẽ có bán lẻ nhá. Tùy nhu cầu, các bác có thể mua lẻ hoặc là mua cả vỉ. Đấy, lẻ thì bên em đang bán là 10.000 cho một mũi đầu bắn tôn lẻ nhá. 10.000 mũi. Đầu này của nó sẽ là đầu 8 x 42 mm. Đấy, hàng của Makita rất chất lượng luôn, có nam châm từ tính hít đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, về các bác chỉ việc xài thôi. Chân sẽ là chân lục giác, chân phổ thông. Đấy, về các bác lắp vào máy móc nhà mình, máy khoan máy khiết là ok. Chuyên dùng cho anh em thợ thuyền bắn tôn này. Đấy, rồi là các bác sử dụng gia đình rất ok luôn. Đấy, một vỉ này thì 10 một vỉ là 10 đầu. Đấy, 10 đầu với giá sẽ là đi bao nhiêu nhỉ? 90k nhá, 90k. Còn nếu các bác lấy lẻ một đầu. Đấy, một đầu thì sẽ là 10.000 các bác nhá. Một đầu là 10k. Đấy, còn là lấy lẻ lấy một cả vỉ 10 đầu này là 90k, còn lấy lẻ một đầu là 10k nhá. Thì đây, đó, cả một vỉ 10 đầu đây thì sẽ là 90.000. Hàng của Makita, còn lấy lẻ thì giá nó sẽ cao một chút, đấy là tùy nhu cầu. Dùng nhiều thì lấy cả vỉ, còn dùng ít thì lấy lẻ. Đấy, nói chung là nếu một cái mức giá này thì em khuyên các bác là nên mua cả vỉ về mà dùng. Đấy, vì giá nó rất là tốt mà sản phẩm dùng cực kỳ chất lượng luôn. Hàng của Makita, hàng xịn luôn đấy. Hàng bãi xịn luôn các bác nhá, rất chất lượng luôn. Đó.